Đấy, tiện thể với em ra ngoài không thấy xe đỏ này còn à? Mọi người ơi, phát lại ạ, à. Mọi người ơi, phát lại, mọi người vào xem lại với em. Mà cái nỉ màu trắng này cũng đẹp mà. Con xem đi. À đâu, còn mỗi cái nỉ hồng sao ấy. Hồng nào? Nỉ hồng mắt. Nỉ hồng mắt chỗ này vẫn còn. Nỉ hồng mắt tôi cũng là cũng bán ấy. Mọi người vào xem lại với em nhá. Em phát lại like mới này. Phát lại like mới nhá và xả hàng tiếp. Mọi người ai đang xem thì chấm cho em một cái đi ạ. Ai đang xem thì comment cho em biết là đang xem nhá. Ai đang xem thì comment đi ạ, em sẽ phát lại một like mới này. Sẽ xả tiếp hàng nhá với cả like hàng mới. Có cả len. Có cả len nữa nhá mọi người ơi, có cả len nhá. Like này em sẽ like luôn cả áo len cho mọi người nhá. Rất là nhiều mẫu áo len. Mọi người chia sẻ 5 nhóm này được nhận áo không đồng nhá. À tí nữa em sẽ like lên sau nhá. Bây giờ em sẽ bán hàng mới trước. Các chị hỏi len à? À váy baby doll. Váy baby doll lúc này hết rồi ạ. Xả set này này. Set váy len chữ là cái gì? Còn 2 cái nữa. Ồ cái set này cũng đẹp. Tí mặc 3 kìa. À mọi người share vào 5 nhóm giúp em nhá. Share vào 5 nhóm. Em sẽ chơi mini game tiếp. Này, cái tập đầu like là lúc nào cũng chơi mini game để tặng tặng áo không đồng cho mọi người, tặng chiên cho mọi người nhá. Có chân váy gì này? Cao 1m65 nặng 6. Có chân váy set vừa nãy chị đã hỏi nhỉ? Ừ. Đấy, có một cái này. Ba nữ nhiều người hỏi. Chân váy set cao 1m65 mà nặng 67 cân thì không vừa nhỉ? 67 cân thì chắc không vừa đâu ạ. Cái này chỉ tầm 60-61 thì là thôi. Nỉ mũ. Hello Bình Điên. À tí xả cả màu xanh này đi nhá. Mọi người share live stream cho em đi ạ. Share 5 nhóm nhá, em sẽ chơi mini game luôn này. Ơ cái quần lên cũng chưa kịp bán. Share 5 nhóm nhá, để tăng view lên em sẽ chơi mini game để tặng cho mọi người luôn. Váy em đang mặc tặng. Lần này sẽ tặng màu trắng nhá. Chị này cao nhỉ, 1m65 mà 67 cân thì cũng không béo lắm đâu. Vừa cũng bình thường. Em sẽ tặng luôn cái váy. Tất nhiên là vừa thì vẫn mặc, vừa. Nhưng mà mặc nó sẽ không đẹp đúng không? Nó phải xuông xuông nó mới đẹp. Em sẽ tặng luôn cái váy đang mặc nhá, mọi người share đi ạ. Mọi người share 5 nhóm nhá, share 5 nhóm. Share 5 nhóm để được nhận váy không đồng. Nó hơi bị lõm hơn nhiều. Share 5 nhóm nhận váy không đồng nhá. Còn dinh mọi người cứ thử chơi đâu, chơi đi, bây giờ sẽ may mắn. Và sẽ được nhận váy không đồng, không phải mua luôn. Chào Trang Bu. Chào chị Trang Bu. Mọi người share 5 nhóm giúp em này. Lên 150 người xem em sẽ bắt đầu chơi mini game tặng váy không đồng nhá. Xong rồi tí nữa em sẽ like lên luôn, rất là nhiều mẫu len. Mọi người đừng rời live stream nhá. Rất là nhiều mẫu len đấy ạ. Váy suông, váy này cũng to rồi chị ạ. Váy này, váy suông này cũng rất là rộng rồi này. Chất nỉ co giãn nhá. Váy này cũng rất là rộng rồi. Mọi người share cho em vào 5 hội nhóm để được nhận lên áo không đồng. Lên 150 người chơi game nhá. Lên 150 người nhá mọi người. Mọi người share mạnh tay lên cho em đi ạ. Để cho view tăng lên nhá. Em chào chị Quyên Vu ạ. Mọi người share live stream cho em nhanh. Mạnh tay lên. Có những người không hiểu, cứ như tôi share vào 5 nhóm. Đúng rồi. Share 5 nhóm để được chơi mini game. Share 5 nhóm để chơi mini game nhận váy không đồng. Đúng rồi, ai mà đã chia sẻ rồi thì comment cho em là đã chia sẻ này. Ai mà comment cho em đã chia sẻ rồi thì comment là đã chia sẻ ạ. Ok mọi người comment đã chia sẻ cho em nhá. Để chơi mini game tặng áo không đồng. Tặng váy không đồng. À đây Khánh Vân. Xe 5 hội nhóm để chơi mini game tặng váy không đồng nhá. Chơi mini game nhanh thôi ạ. Rồi sẽ bắt đầu xả hàng tiếp nhá. Nghĩa. Bạn nó chưa có điện thoại chị nghe bình thường mà. Có nghe giọng điện thoại hay là được. Chị Hương Vân là chị nào đây? Shop ơi sao rồi, tìm đơn chưa gì đây? Chị không biết đơn gì. Em mọi người xem mạnh tay lên cho em đi ạ. Đẩy view lên cho em nhá, đẩy view lên 180 người xem đi. Có mấy màu? À đây, thế chắc là chưa sắp đơn. Xe 5 nhóm mới được nhận áo không đồng này mọi người. Xe đi em ơi, xe live đi. Ít lượt chia sẻ quá mọi người ơi, mọi người xe livestream mạnh tay lên cho em đi ạ. Tặng váy mẫu mặc kèm một cái áo nỉ Hàn Quốc đây, nha. Đây tặng tiếp một combo luôn này. Tặng tiếp luôn một combo váy em mặc cả áo nỉ Hàn Quốc màu vàng. Đấy, chơi mini game mà được tặng hai cái áo quá đẹp luôn.
Mọi người chơi đi, biết đâu may mắn sẽ chị được, sẽ trúng luôn hai cái này. Mọi người chia sẻ mạnh tay lên cho em đi ạ. Thế chị không nhận mà chị lại mua qua ảnh thì chúng mày phải hỏi là chị đặt trên livestream hay cái gì. Đấy chả hỏi chả ham gì. Chia sẻ mạnh tay lên nào. Áo nỉ, áo nỉ chỉ có duy nhất một màu vàng thôi nhá. Nhưng mà áo nỉ Hàn chỉ có duy nhất một màu vàng. Bởi vì tưởng là hôm qua bà ấy mua hai đơn liền lúc, em hiểu không? Hôm qua một đơn đi rồi. Mọi người share cho em livestream này. Share cho em livestream nhá. Thế bà ship luôn à? Váy em đang mặc có giá là 99k, tí nữa sẽ bán luôn nhá. Mà nếu mà chị lấy váy em đang mặc thì chị comment trên là váy đang mặc kèm số điện thoại. Em có thấy chị Trang Bu nhá. Chờ inbox chị xem nào. Áo nỉ này có giá là 89 à bà? Áo nỉ Hàn này có giá 89k, chất nỉ da cá dày dặn rất là đẹp luôn nhá. 89k này. Mọi người xem 5 nhóm đi ạ, xem 5 nhóm này, lên 190 người xem em sẽ bắt đầu chơi mini game tặng luôn váy em đang mặc được, với cả 3-4 giờ. Với cả này. Với cả áo nỉ nhá. Chị nào Linh Linh à? Ok. Chị Linh Linh lấy một áo nỉ Hàn này, ok này. Chơi game đi, chơi game đi bảo. Ok, em sẽ chơi game luôn nhanh cho mọi người để sẽ bán hàng nhá. Lại lấy tiền à? Lấy tiền à? Đừng nhá, tí nhớ bảo đưa nhá. Không cắt đâu. Em sẽ lấy một tờ tiền tiếp này. Lấy tiếp một tờ tiền để cho mọi người đoán số cuối của hai tờ tiền nha. Mắt các chị không tinh đến mức mà tia ra đấy đâu. Tiền đâu? Đây ạ, à, em chào chị Nhi Nguyệt. Chào chị Nhi Nguyệt ạ. Mọi người ơi, bây giờ em sẽ chơi mini game luôn này. Em sẽ cho mọi người gợi ý. Váy em đang mặc là 99k, hai màu đen trắng nhá. Hai màu đen trắng mọi người ơi. Mọi người em chơi mini game xong rồi em sẽ bán hàng ạ. Bạn làm túi phương lên đóng hàng. Em sẽ cho mọi người gợi ý này. Mọi người đợi tí, em đã gợi ý đâu mà đoán số. Em chưa gợi ý nhá, mọi người đừng đoán số vội. Đây nhá, em sẽ cho mọi người gợi ý và mọi người đoán hai số cuối của tờ tiền. Đây là một con số nằm trong khoảng từ 10 cho đến 50. Một con số nằm trong khoảng từ 10 cho đến 50. Mọi người comment đi ạ. Và mọi người nhớ là một lượt chia sẻ. À mọi người, ví dụ mọi người comment bao nhiêu thì mọi người phải chia sẻ cho em bấy nhiêu nhá. Tức là một comment thì một lượt chia sẻ. Khách toàn người ảnh mua hàng. 10 comment là 10 lượt chia sẻ đấy ạ. Nếu mà ai chia sẻ không đủ thì nhà em sẽ không tính đâu nhá. Thế nên mọi người chia sẻ đủ các bước cho em. Mọi người chia sẻ đủ các bước cho em nhá. Đây là một con số nằm trong khoảng từ 10 cho đến 50 ạ. 32 sai này, 37 sai, 21 sai, 45 sai nhá, 22 sai ạ, 24 sai, 19 sai, 29 sai. Vẫn chưa có ai comment đúng cả. Mọi người comment nhanh tay đi ạ. Và mọi người nhớ là chia sẻ cho em đầy đủ các bước. Một lượt chia sẻ tương ứng với cả một comment. 30 sai này, 29 sai. Ít người chơi đấy nhở? 47 sai, 45 sai. Nào chia sẻ đi nào. Rất là nhiều comment bị ẩn đấy ạ. Bởi vì tương tác. Cùng nhau chia sẻ nào. Mọi người mà muốn kiểu tương tác nhiều thì mọi người phải chia sẻ livestream cho em nhiều lên nhá. Chia sẻ nào các em. Mọi người muốn lượt tương tác nhiều thì mọi người phải chia sẻ cho em nhiều lên này. Không, tối không có chỗ mà ngồi đâu, không có chỗ mà làm đâu. 35 sai ạ, 19 sai này, 20 sai nhá, vẫn chưa có ai comment đúng cả. Mọi người comment nhanh. Cho bạn đi chụp ảnh cho từ đứa, cho bạn đăng đơn nhầm đấy. Cho bạn chụp ảnh ghi hóa đơn trước cho quen đã, xong đăng đơn. 03 chưa nằm trong gợi ý rồi, đây là một con số nằm trong khoảng từ 10 cho đến 50 này. Một con số từ 10 cho đến 50 nhá. Gợi ý sát thế. 10 cho đến 50, 40 số, thôi kệ. Nhanh. Nhưng vẫn chưa ai trả lời đúng. Chị bé, có thấy chị bé Kim ạ? Chắc là đúng mà bị ẩn comment ấy. Bởi vì rất nhiều comment bị ẩn ấy mọi người ạ. Mọi người chia sẻ càng nhiều lên nhá thì tương tác nó càng nhiều. Bởi vì chơi mini game này rất nhiều comment bị ẩn. Không xem nữa. 43 sai, 10 19 sai, 22 sai, 14 sai ạ, không 47 sai này, 49 sai này. Mọi người comment nhanh tay lên. Sẽ được tặng luôn hai thứ đấy. Này, một áo nỉ với cả một váy em đang mặc. Tặng luôn hai thứ cho ai mà comment nhanh nhất, đúng nhất và chia sẻ đầy đủ các bước nhá. 12 sai, 19 sai, 44 sai ạ. Đây là một con số nó cho khoảng từ 10 cho đến 50 nhá.
40 sai, 44 sai này. Chưa có ai trả lời đúng luôn. Chỉ có 40 số thôi, nhưng cái số... Sao ghi tủ thế nhở? Ghi tủ có 130 mấy người kìa. Mọi người xem mạnh tay lên cho em đi ạ. 22 sai nhá, 37 sai này, 15 sai, 14 sai hết. Những cái số nào mà em vừa đọc sai rồi ạ, thì mọi người đừng comment lại nữa nhá. Bởi vì như thế thì sẽ rất là khó đúng. 41 sai, 40 sai. Những cái số 40, 41 vừa đọc rất là nhiều rồi. 14 sai này, 33 sai, 42 sai, 35 sai. Gần đúng thôi, mọi người comment nhanh tay đi ạ. 39 sai, 39 sai, 37 sai, 25 sai. Mọi người comment nhiều ý thì mọi người phải chia. Nhớ là mọi người phải kiểm tra lượt chia sẻ nhá. Rồi à, đấy. Ừ. Tao lại biển comment. Quá tương tác ít quá. Chia sẻ bao nhiêu? Đấy nhá, đây nhá, tôi vừa. Đây rồi, không? Hiện lên rồi. Nhưng mà máy này không hiển thị này. Máy khác này. Đó, máy tôi không thấy comment của tôi luôn. 45 sai này, 31 sai, đấy. Chả hiển thị comment của Lan Anh luôn. Thế nên mọi người phải tương tác nhiều vào. Đúng rồi ạ, rất nhiều comment bị ẩn. Bởi vì chơi mini game này rất nhiều người đoán số ạ. Rất nhiều comment bị ẩn nhá. Lúc bán hàng vẫn còn comment còn bị ẩn nữa. 36 sai, 36 sai nha. 42, 49, 48 sai hết, 40 trả lời rồi. Những cái số này em đọc sai rồi thì em sẽ không nói lại nữa nhá. 11 sai. Đây là một con số nằm trong khoảng từ 10 cho đến 50 nhá mọi người. Comment nhanh đi ạ. Và mọi người nhớ là kiểm tra lượt chia sẻ nhá. Nếu mà ai mà đoán trúng rồi ạ, đoán đúng rồi mà mới chia sẻ thì sẽ không tính đâu nhá. Mọi người chia sẻ luôn, chia sẻ luôn trong lúc comment nhá. 37 sai ạ. 20 sai này, chưa có ai trả lời đúng luôn ý. Ok này. 18 sai này. 1 chị comment đúng rồi nhá. Đây okay, ạ. Chị Emily ơi, tí bên em chắc nhá. Đây là con số 34 này. Đây là con số 34 nhá. 34 xin chúc mừng chị. Mở lắm, nhiều người dùng mạnh quá đấy. 34 xin chúc mừng chị Hiền Nguyên này. Chị Hiền Nguyên là chị Hiền Nguyên không giàu nhá. Đang bị mở nhiều người bắt mạng quá. 34 nhá, xin chúc mừng chị Hiền Nguyên không giàu này. Chị Huyền Nguyễn không giàu cáp lại màn hình lượt chia sẻ với cả comment nhá. Để em sẽ kiểm tra rồi em sẽ tặng cho chị này. Thiên An sau. Hình như bây giờ em mới thấy comment của chị Thiên An thì phải. Mọi người rất nhiều comment bị ẩn nhá. Em... đây. Đưa luôn. Em sẽ tặng áo cho chị Huyền Nguyễn không bây giàu. Bây giờ tặng thêm một cái áo nỉ cho một bây người bây giờ tặng thêm cho mọi người này. Một cái áo nỉ cho một chị may mắn. Tặng thêm cho mọi người một cái áo nỉ vào nhớ. Một cái áo nỉ chữ Hàn dành cho một người may mắn. Mọi người comment cho em là mua áo không đồng kèm số điện thoại. Cái này rất nhanh mà rất là dễ trúng. Chỉ cần ai tốc độ mạng. Đúng rồi, chị Mỹ, hình như bây giờ mình nhìn thấy chị Mỹ Linh thì phải. Rất nhiều comment bị ẩn. Lanh comment còn không hiện. Công nhận, khổ tâm. Ô, chị comment không hiển thị luôn. Đấy. Lanh cam mình nó không hiện cơ mọi người ạ. Nhiều các mình bị ẩn lắm. Thế nên là cái này chắc là chỉ do kiểu may mắn thôi. Nhìn thấy của ai thì chốt cho người ý, tính người ý thôi. Đúng mọi rồi, do mạng ấy, bị ẩn comment. Mọi người cam mình là mua áo không đồng kèm số điện thoại nhá. Em tặng luôn áo nỉ Hàn này cho một người may mắn nhất này. Mua áo không đồng kèm số điện thoại và nhớ chia sẻ cho em nhá. Xin chúc mừng chia chị xin chúc mừng chị Đỗ Hòa. Chị Đỗ Hòa nhá. Cắt lại màn hình cho em nhé chị ơi. Ok, sẽ tặng áo đây cho chị Đỗ Hòa này. Rồi mọi người ơi, bây giờ em chơi mini game xong rồi nhá. Bây giờ sẽ bán sang hàng mới. Sẽ bán luôn cái váy em đang mặc nhá. Cái váy em đang mặc bà để đâu ấy. Sẽ bán luôn cái váy em đang mặc có hai màu đợi. Trời đẹp đúng không? Đẹp mà. Âm u à? Điêu. Chị yêu mong quá. Em đang lấy váy. Tao không phải cái đây luôn. Áo để áo. Cái khác đi. Ta để đâu rồi? Suốt ngày lấy cái khác. Vừa thay ra ấy, không để đâu. Suốt ngày vứt linh tinh không tí nữa đi nhá. Váy em đang mặc có hai màu này. Trắng với cả đen nhá, kẻ trắng với cả kẻ đen. Giá là 99k dành cho những ai đã chia sẻ livestream. Có ai có kẹp, kẹp không? Giá là 99k dành cho những ai đã chia sẻ livestream này. Để lấy tặng đây chung đi, bố cho chị đây bố tắt lên, khó chứ. Đây nhá, này.
99k. Đen với cả trắng này. Đen với trắng giá là 99.000. Ai lấy váy em đang mặc thì comment là 99k. Bé Kim ơi, tôi thề với ông nhá, tôi dùng Facebook cá nhân, tôi là chủ cái page đấy. Mà còn ẩn comment nhá, không phải nói các ông luôn. Đây mày hiện lên một cái. Có ai nhìn thấy comment của tôi không? 99 trắng chị Yến Phạm này. Đây nhá mọi người ơi, em cho mọi người xem gần chất này. Chất nỉ da cá nhá, chất nỉ da cá rất là đẹp. Tối nay like dạ. Đây nhá, cái ràng suông bầu bí cũng bon chen được này. Bầu bí bon chen thoải mái nhá. Cái này trên dòng thời gian có video test chất, mọi người có thể kéo xuống xem nhá, cách đây một tuần. Chất nỉ rất là đẹp luôn ạ. Ráng này cũng rất là dễ mặc nhá, nếu mà ai kiểu thấp thấp tầm 1m5 á mà không muốn dài quá ấy, mọi người đi, mọi người về cắt đi một tí nhưng mà không hề bị mất dáng đâu nhá. Bởi vì cái này dáng suông cắt đi là vẫn nguyên dáng thôi. Giá 99k hai màu. Trắng đen này. Quá dễ mặc luôn. Trắng cũng đẹp, biết thế lấy hai cái. Đơn chị Thao Nông đã đi chưa? Lấy hàng chưa? Thao Nông gói từ chiều hôm qua, chốt chiều qua. Trắng cũng rất là đẹp, màu chưa? Nào cũng rất xinh ạ. Mọi người mua hai cái về mặc thay đổi. Chỉ có 99, 60. Chị Thao Nông ơi, đơn thì chưa đi đâu, chị có muốn gộp không? Anh ấy hôm nay chưa qua lấy, hôm nay ở ngoài em mưa quá. Chiều người ta mới lấy, chị có lấy thêm không? 60 cân mà cao trên 1m6 thì vừa nhá. Để xem chị có lấy không đã. 60 cân mà chị cao trên 1m6 thì mặc vừa ạ. Tí nữa người ta mới qua lấy, chắc khoảng 30 Đáng phút nữa. Ráng suông này béo vậy đều mặc ok hết cơ. Rất là đẹp. 43 cân đen ngân hà bùi này. 43 cân 1m52 mặc vừa nhá mọi người. Bởi vì cái này ráng suông rất là dễ mặc ạ. Lấy luôn đi. Lấy luôn cho chị ấy một cái trắng đúng không? Em ơi tìm đơn chị Thao Nông đi gộp luôn cho chị ấy, sửa tiền là xong. Này. Hai màu này mọi người lấy cho Thao Nông gộp luôn. Hả? Ai ghi ngân hà bùi? Ai ghi ngân hà bùi? Cả mì mày ấy. Không, em có chị không làm gì? Chỉ có một trong ba cái này ghi một thôi. Không, chỉ có cái đối này. Nhưng mà chỉ có một trong hai cái này ghi một thôi. Chứ máy của chị không ghi được. Mày. Còn ai lấy nữa không ạ? Còn ai lấy nữa không ạ? Dạ, à, còn quên mất ở đằng sau một, quả mũ nhá. Còn một set phông ấy, xả nó. Ở đằng sau quả mũ rất là đẹp. Còn một combo áo phông 75.000 này. Còn quần váy size M còn nhá chị. Nó xem nhau thôi chị ơi. Size M còn đúng không nhỉ? Còn chị Thuân Ngôi, còn một cái size M. À, đấy. Còn một combo này. Còn một cái chân váy size S luôn, vừa nãy chị nào mà bảo em lấy size S mà không có thì bây giờ lấy nhá. Chân váy chữ A còn một M, một S nhá. Đồ size M đâu rồi? Đây còn một cái size M. Chị Thuân Ngôi có đơn giữ đây đúng không? Với chị đấy nhắn tin giúp chị vào xem mà, chị Thuân Ngôi một cái size M. Chất cho mình chưa shop, ngân hà bùi chất rồi ạ. Ngân hà bùi rồi ạ. Ngân hà bùi. Em ơi tìm cho chị Thao Nông đi. Chị Thao Nông đi để lại. Còn đơn. Một combo áo phông này. Gộp luôn tí anh một qua đấy. Một combo áo phông gồm một áo phông trắng với cả một áo phông kẻ nhá, chất cô tông cực kỳ đẹp. 79.000. 79k một set này, ưu tiên cho ai 75. 75.000 một set, ưu tiên cho ai dồn đơn này. Vừa nãy tưởng hết mà có chị kia đặt cứ báo hết. Đây ạ. Nếu ai có ai mà chốt mà chưa chốt được ạ thì bây giờ chốt lại cho em nhá, 75k. Một này. Combo 75k kèm số điện thoại này. Combo 75k kèm số điện thoại. Em làm luôn đi Phương, bật lát lên sửa tiền đi các bạn. Combo 75 kèm số điện thoại. Quanh quả qua lấy bây giờ. Ai mà có đơn rồi thì comment cho em chữ gộp. Em ưu tiên cho ai dồn đơn nhá. 75k kèm số điện thoại, chất cotton cực kỳ đẹp. Ai lấy comment 75k kèm số điện thoại có hai món nhá, mà có 75.000 thôi. Combo 2 áo phông. Này. Ok, váy len đi shop, ok chờ em một chút. Combo 2 áo phông nhá. Váy đang mặc 60 cân đổ về chị nhá. Váy nỉ mũ màu xanh rêu này. Váy nỉ mũ màu xanh rêu nhá. Còn một cái. Đây ạ. Kiểu nỉ combo mũ như này. Combo áo này này. Chốt cho ai kìa. Chị bảo Trung Nguyễn có đơn chưa? Tôi cứ chốt đi không? Bảo chị chọn thêm. Chị ơi combo áo phông chị chọn thêm dùm em để em ship nhá. Em bán lỗ rồi. Bình áo thường một cái áo phông 90.000 rồi. Nỉ mũ màu xanh rêu này. Váy em đang mặc 60 cân đổ lại nhá. Trời ơi cứu chị. Cái này bao nhiêu ạ? Nỉ mũ xanh rêu á, dáng váy nhá, sale còn 70.000. Nỉ mũ xanh rêu này là kiểu dáng váy nhá mọi người, sale còn 70k này. Còn 2 cái nhá. Sale còn 70k còn 2 cái ạ. Còn 2 cái nhá mọi người, ai lấy mẫu á, nỉ mũ màu xanh rêu này comment cho em là 79. Ôi, thiếu chị mà. 79 là đúng không nhỉ? Đúng không nhỉ? 79k kèm số điện thoại 70, này. 70. 70 kèm số điện thoại này.
70.000 nhá, chất nỉ. Màu xanh rêu rất là đẹp. Chị nhìn thấy cái áo da đen rồi nhá. Cái mi cất ra ngoài mày cứ bảo không. Ai lấy các mình là 70k kèm số điện thoại. Dáng váy nhá, dáng váy. Dáng váy kiểu chân ngọt. 70k kèm số điện thoại. Nguyễn Thị Cúc Phương một cái này, đây nhá, một nhá. Còn một cái thôi, ai lấy thì lấy, nốt nhá. 70k nhá, màu xanh rêu rất là đẹp đấy ạ. Chất nỉ này. Bà thay sang mẫu nỉ Hàn Quốc đi. Màu vàng ấy. Nỉ Hàn Quốc màu vàng. Xanh rêu của Như, chị Như, Như Suri vừa vô đơn đó. Hôm nay gộp đơn gửi đi nhá, có một cái gì hôm qua, có hai cái giữ đúng không? Hoặc là áo nỉ trắng mà, 79.000 đây đây đấy. Áo đấy, 79.000 đấy, mặc áo đấy đi cũng được. Chân váy xòe đâu? Nhanh. Sao lại có hai cái dạ đỏ vứt ở ngoài liền nhỉ? Váy sọc đang mặc bầu 5 tháng, nhưng quan trọng là bầu 5 tháng và bao nhiêu cân ạ? Bởi vì em thấy có chị bầu bé, có chị bầu to. Bầu vừa vừa thì mặc được các chị nhá. Có váy nào rộng tầm 70-75 cân không? Không chị ơi. Nhanh Hảo ơi. 63 cân không vừa đâu ạ. Chị Ngân nào Bùi Hủy đâu em ơi. Bầu 63 cân không vừa đâu. 63 cân bình thường thì vừa, chứ bầu thì càng không. Em qua mẫu áo nỉ kẻ trắng này. Đồ đấy. Qua mẫu áo nỉ kẻ trắng đen nhá. Đây ạ. Áo nỉ hàng new nhá. Hàng mới về này. Đây nhá, chất nỉ ra cả em cho mọi người xem chất trước nhá. Kẻ áo phông vừa đấy, chị chốt 63 cân vừa chị nhá. Kẻ áo phông combo chị chốt đi ạ. Chị chắc chắn lấy thì chốt giùm em, nếu không để em hủy em bán cái khác nhá. À cái áo nỉ em đang 79. Mặc có giá là 79k một cái nhá. Mẫu này dưới 58 cân mặc vừa. Tùy chiều cao nữa. À cái này có bo chu nhá, mặc kiểu dáng thộm rất là đẹp. Mọi người mặc với cả chân váy hoặc là quần legging, quần bò rất là đẹp nhá. Đến giờ đấy, 2 giờ đấy. Giá là 89k một 79, giá là 79.000 một cái. 79.000 một cái áo ấy okay, đang mặc. Chị bảo, chị bảo chút. Áo ấy đang mặc chỉ có duy nhất một màu kẻ trắng đen này thôi nhá. Mặc lên rất là xinh ạ. Giá là 79.000 một cái này. Ai lấy thì comment cho là 79k kèm số điện thoại. 79 ạ. Ai lấy áo này thì vui lòng chia sẻ livestream để mua với giá 79.000 nhá. Em ơi. Ở đâu chị cái. À thôi thì chị ăn sau. 79.000 kèm số điện thoại. Mẫu này có giá là 79k nhá mọi người. Ai lấy thì comment là 79 kèm số điện thoại đi ạ. Nỉ da cá nhá bạn nhá. Đây chân nỉ da cá này. Hương mùa hè này. Chân nỉ da cá nhá. Mặc với cả chân váy, quần bò, quần dài, quần legging. Kẻ trắng đen này kiểu rất là dễ mặc, màu ấy rất là dễ mặc đấy ạ. Không hề kiểu kén da tí nào. Giá là 79.000 một cái, ai lấy thì chốt nốt cho em này. Quay lên này. À, quét. Quét kẻ vào nốt đi. Em xả nốt xếp vét kẻ còn 2 xếp này. Còn 2 xếp chứ. Chất này là một cái chân váy dáng chữ A có lớp lót ở bên trong nhá. Một chân váy này. Ok chị ơi, cái này em có nhiều mà, đây là hàng new mà. Thì Hà ơi, Hà lấy cho tôi bảo bài về xấu là vì thế đó. Cần cái dâu là hãng thắng. Với cả một cái áo kẻ này. Một set này có giá là 99k. Ui sao tay hôm nay chị. Sờ vào ra đúng vào đấy luôn, chị ăn từng áo cho khách. Sờ vào đúng luôn, mai hồi lục tung vào đây. Hãy đặt mà. Đây. Xem mờ nhé. Đây nha. Một set này là 99k này. Nào. Mẫu này chỉ tầm 52 cân đổ lại nhá. Tùy chiều cao nữa. 52 cân đổ lại này. Linh Vũ là ai á? À nhà em có ship Shopee nhá. Chị Hoài á? Tôi cũng mới là Linh Vũ á. Vâng, trước thế mà. Không nhớ đâu.
Áo ấy nó mặc có giá là 79.000 nhá, áo nỉ đen trắng. Khổ áo... lắm cơ, em có biết đâu. Ninh Vũ là ai? Xét kẻ này giá 99.000 này. Ai lấy chốt là xét, xét 99k kèm số điện thoại. Chất kẻ mềm rất là đẹp nhá. Chị Hương mùa hè chốt, chị chốt áo 79k rồi mà như nào? Em chốt chị rồi mà chị Hương mùa hè ơi. Em chốt cho chị Hương mùa hè rồi mà. Chị Nguyễn Thị Lan Anh bảo hai đơn của em ship Shopee cho em. Ok. Ok chị ạ. Mọi người áo kẻ đang mặc là 79.000, ai lấy thì chốt nó cho em này. Ai lấy thì chốt cho em là 79k kèm số điện thoại. 79 kèm số điện thoại. Ơ còn một cái này không trả nốt nha bà. Không ai thôi à? Cái này trả nốt nhá. Còn trả nốt đi, còn một cái. Áo nỉ chữ Hàn còn nhá chị ơi. Ok rồi. Chị áo thu tê chân chị... áo nỉ chữ Hàn còn nhá. Chị bảo cái nào cất đâu ra đỏ đâu. Áo nỉ chữ Hàn giá là... Không phải cái này chị bảo mày gặp vào. Giá 89.000. Áo nỉ chữ Hàn giá 89.000. Váy chấm bi này. Váy yếm bi này. Váy yếm bi còn một cái khách ao nhá. Váy yếm bi còn một cái khách ao đây ạ. Váy yếm bi mẫu này rất là hot rồi. Bao nhiêu chị? Mẫu này có giá xả luôn là 89.000 này. 89k nhá. Đây ạ. Chấm bi nhá. Ở trên là chất van, ở dưới là chất u mì co giãn. Ở dưới chất u mì co giãn nhá. Dưới 58 cân mặc vừa. Dưới 58 cân mặc vừa chất u mì co giãn. Giá là 89.000 này. Giá 89.000 này. Ai lấy chốt cho em 89k kèm số điện thoại. Chị Mỹ Mỹ Trinh dồn đơn yếm bi ok này. Có đơn rồi. Chị Mỹ Trinh dồn đơn này. Bà mặc cái gì để mặc len đi? Tôi bóc len nào. À mặc áo len lúc nãy. Áo len nào? Len lúc nãy bà đưa ba lô. Bà xả quần này đi này. Em xả nốt quần rồi sẽ qua len nhá mọi người. Size L này. Em xả nốt quần docker đúng không? Quần kiểu quần docker nhá. Chất len. Chất len mông tơ mi rất là đẹp. Cả một cái size S này thôi chứ mà bán hết. Rất là đẹp luôn. Cái này chất cực kỳ đẹp luôn nhá. Giá là 89k một cái có size nhá. Có size gì mà? Giá là 89.000 một cái này. Thấy bạn đang cầm là size gì? L. Có size L này. Đây, tập này size L, size còn tập nào? Có size L này. Size L là dễ mặc nhất mà. Chiếc kia mang xuống rồi mà. Ở đây là loanh quanh như này, nó sót đi. Có size L và size L. Đây chân váy á. Chân váy này. Chân váy size này, chỉ là một tập. Mai chân váy nữa này. Rồi đấy, ai lấy chân này? Đây là áo, áo gì? Bà bán đây đi. Quần đây. Đây là đây mà là quần. Áo gì? Có màu đấy, màu này. À cái quần rocker này có nhá. Màu L. Quần rocker này. Có size M với cả size L ạ. Giá là 89.000 một cái nhá. Chất rất là dày chất dặn luôn. Chất đẹp luôn. Ai mua quần này rồi feedback cho em cái. Chất cực kỳ dày dặn luôn nhá. Giá là 89.000 một cái. 89.000 một cái nhá. Em ơi bạn này lấy một cái váy đen này. Size M với cả size L này. Mọi người ai lấy quần này thì chốt cho em là 89k kèm size kèm số điện thoại. 89.000 màu đen. 89.000 kèm size kèm số điện thoại này. Có size M với size L nhá. Cái này là cạp chun nhá, cạp chun nhá, rất là dễ mặc. Kiểu rocker. Kiếm bi hết rồi, đi ao đấy chị ạ, khổ lắm cơ. Khách cứ chốt tranh, chốt lấy, chốt để. Nào này, xếp váy cũng còn hai này. Bị lẫn. Có ai lấy quần này không ạ? Rất là đẹp luôn. Mặc lên dáng cực kỳ đẹp. Váy bi dồn cho Mỹ Trinh rồi nhá. Mọi người có xem len không? Để bên em quay. À bà ơi, set này còn 3 set này. Bà mặc đi. Mọi người để em qua một set Quảng Châu rất là đẹp nhá. Còn 3 set thôi. Quần không ai chốt luôn. Thôi đùa nhau à? Rẻ vậy. Ừ, hôm trước thì chốt hết cả size còn gì. Tùy hôm. Ờ nó tùy hôm ấy. Cả cái áo nỉ Hàn Quốc cũng thế. Ờ có hôm đấy. Không thể cho tranh nhau bây giờ thì đã. Hôm sau là không khác nhỉ. Áo len đi. Ok tình yêu chờ em một tí nhá. Em bà mặc lốt cái set bi ở đây bán đi. Nhưng mà chỉ còn chân váy size S thôi. Vừa đây có một chị chốt chân váy size S kèm một cái áo bi.
Bảo hết rồi tìm một tập S thôi. Đây người chốt xe S rồi lấy báo còn mỗi cái. Chán lắm cái tội ngu người. Cẩn thận. Áo mẫu vừa mặc là 79.000 em nhé. À em sẽ qua tiếp một set hàng Quảng Châu này. Một set hàng Quảng Châu nhá. Đây ạ, à, em cho người xem trước nhá. Đây là cái váy body kẻ em đang mặc, xẻ một bên này rất là đẹp. Kiểu tôn dáng nhá, với cả kèm theo một cái áo phông mặc áo phông dài tay ở bên ngoài. Xả 139.000 nhá, còn 3 set cho hết luôn. Mọi người có thể mặc tách set cũng được nhá. Mặc tách set cũng được. Mà mặc thành set rất là đẹp. Đây ạ. À, áo nỉ set này. Mọi người có thể mặc cổ thuyền như em đang mặc nhá. Cổ thuyền này. Hoặc mọi người có thể mặc lệch vai cũng rất là đẹp. Nói chung là mặc rất là nhiều kiểu. Với cả trễ vai. Trễ vai, lệch vai, cổ thuyền. Mặc kiểu nào cũng rất là ok nhá. Giá là 139.000 một set. Còn 3 set đúng không bà? 139k còn 3 set này. Đây ạ, chất nhá. Chất cốt tông cực kỳ đẹp. Ở phần tay có bo chu nhìn kiểu rất là kiểu xinh xinh ấy. Mắt mày lé à? Nhìn rất là xinh nhá. Giá là 139.000 một set. Mọi người lấy set này thì các mình xem là set hoa chu 1 này. Hoa chu 1 này. Hết rồi hả? Hết rồi. Bà bán set đỏ đi. Bán nốt còn 2 set bán. Quyết tâm bán luôn hả? Cái set đỏ này nhá, em cú còn 2 set này. Cú mèo có đơn rồi. Tí cận một cái bà hả đang mặc hết luôn. Mọi người ơi, set đỏ này nhà em còn 2 set. Set đỏ này nhà em còn 2 set nhá, đây ạ. Cái set này cũng rất là đẹp này. Giá là 95.000 một set. Bao gồm một cái váy body màu đen bên trong với cả một cái áo khoác bên ngoài. Cái này là chất len mông tơ ghi nhá, chất len mông tơ ghi rất là đẹp. Chất len mông tơ ghi kiểu mỏng mỏng, mọi người mặc thời tiết giao mùa ấy ạ. Với cả mặc mùa thu ấy rất là đẹp. Màu này ở ngoài là màu đỏ mận nhá, không phải màu đỏ tươi như ở trong cam đâu, rất là đẹp. Giá là 95.000 một set. 95k một set này. Dưới 58 cân mặc vừa nhá, 95.000 một set. Ai lấy set này comment cho em là set 95k kèm số điện thoại. Link cho nó như nào đấy? Set 95k kèm số điện thoại này. Tối từ 7 giờ đến 9 giờ thì gọi cho đó. Mặc lên dáng rất là đẹp nhá. 95.000 kèm số điện thoại. Màu ở ngoài là màu đỏ mận. Vân Thị Oanh Mai một set này. Còn một set nữa thôi là hết nhá. Còn một set nhá, còn một set đỏ này nữa thôi ạ. 95k quá rẻ đúng không ạ? 95.000 một set này. Còn đúng một set thôi, ai cho nốt đi. Thanh Thuy Nguyên ok này. Hết luôn này. Ok, sẽ qua màu khác nhá, màu em đã mặc hết rồi. Nỉ vàng này có ai chốt không? Vô lại đi. Cái nỉ vàng này còn ai chốt nữa thì lấy thì chốt cho em này. Nỉ vàng chữ Hàn nhá, còn ai chốt thì comment cho em là 89k kèm số điện thoại. Đây này, màu vàng mù tạt rất là đẹp nhá. Tang mát này. Màu vàng mù tạt cực kỳ đẹp, chất nỉ nhá. Rất là đẹp luôn. 89.000 một cái. Ai lấy chốt là 89 kèm số điện thoại. Ai lấy chốt 89k kèm số điện thoại này. Chất rất là đẹp luôn đấy ạ. Có ai lấy nỉ này không? Nỉ này lần trước bán rất là nhiều rồi. Em ơi, rất là dễ mặc nhá. Thái Hà thay để mặc lên đi. Mặc lên đi. Xe vét thì chỉ nghĩ không ai mua à? Tiếp này cũng chưa được chốt tranh nhau. À, set đỏ còn một. Set đỏ 95.000 em còn một. Còn ai lấy, có ai lấy nốt cho em không ạ? Mọi người ơi, cái váy, cái set đỏ này em còn một nhá. Có ai lấy nốt cho em không? Set len đỏ. Bà đẩy tôi bọc len ra đây với. Set 95.000 em còn một này. Em ơi, gặp đấy bà cho vào túi chị để cất đi. Này. Chị set đỏ ok, chị Lê Thanh một set hết luôn này chị. Nhanh lên. Set đỏ free size nhưng mà size mờ vừa đấy chị ạ. À, mày cứ làm như tí mày đi về luôn đi.
Thế giờ về đéo nó bắt đầu là chiều. Đâu 3 giờ. Con này giờ chỉ mong đi về thôi mà. Nhanh lên. Chị Lê Thanh cho em số đi chị ơi. 139.000 hết rồi nha Lê Hiền ơi. Em sẽ sang lên cho mọi người nhá. Lên nhá. Từ từ để kéo này để cho bo vào đã cho đỡ phình. Em sẽ mặc len lên cho mọi người nha mọi người. Ôi dồi ôi, toàn váy len, bà này mặc có mắt à. Mặc cái chân váy xòe xòe đấy thì mặc làm sao được, váy len rơi đi, bà rơi cái nâu đi trước đi. Cái nâu nhá, ủa cái này chất đẹp lắm. Váy len này, có hai cái váy túi. Len màu nâu nhá, có hai cái túi hai bên. Chất nhá, chất len rất là đẹp này. 140.000. Màu nâu tây nhá, 135 luôn. Mở giá hàng. Là 135k luôn. Mở hàng là bọc len luôn cho mọi người. 135 kèm số điện thoại này. Váy len chất cực kỳ đẹp, 135 kèm số điện thoại. 135 kèm số điện thoại này. Ok chị ơi, em biết rồi. Màu này rất là tây nhá mọi người. 135.000 nhá. Váy len co giãn này. Mẫu này chắc chỉ tầm 55 cân đổ lại thôi. Khoác dạ luôn. Mẫu này chắc chỉ 55 cân đổ lại thôi nhá. Mẫu bụng cũng khó chịu. Mẫu này 55 cân đổ lại thôi mọi người ạ. Giá là 135.000 này. Set 139 hết rồi Lê Hiền ơi, vào muộn quá. Cho mọi em áo váy len quá đẹp. 135k nhá. Không ăn đấy. 135.000 đúng không? Không biết chịu đâu. Qua tiếp mẫu khác này. Đây thì bà lại. Màu nâu đẹp vãi, bình thường các màu nâu là chốt tranh nhau. Váy kẻ này. Váy kẻ nhá, váy kẻ. Chất đẹp nhỉ. Cái này form này chắc tầm dưới 58 cân đổ lại. Chân len ép nhá. Chân len đẹp cực, chân len ép. 170.000. 135 chị Hương mùa hè này. 170k. Con này 170.000, cái này bà mặc thử được đấy. Để em mặc thử lên cho mọi người rào nhá. Vừa đấy, bà mặc được đấy. Cái này rộng rộng chắc bà mặc được bởi vì đang ấm cực. Thì chất nó dày như thế, nó len ép mà, len ép nó dày lắm. Trời bên trong nó thấy nóng rồi. Mà mùa đông thì chỉ có ấm. Ê, váy body hàm mặc đẹp này. Hương mỗi tuần đang mặc váy xòe. Không phải đâu, bạn ấy đang mặc chân váy xòe nhiều cái không thử được. À, nhưng mà sóc dạ thì chắc chắn hàm mặc chật, hàm mặc rộng. Thử đi, bởi vì lần trước tôi mặc kiến dạ. Sóc dạ. Ở sóc dạ rộng ấy. Đây nha. Hay bà mặc cái quần màu hồng ấy. Cái quần nhưng mà tôi vẫn cộm bằng cái chắc. Nó không cộm bằng cái của bà. Của các em gấp vào rồi à? Vừa hàng mặc đó. Cái váy len nhá, váy len kẻ này có giá là 170.000 này. Chất quá đẹp luôn nhá, hàng len ép của em không có giá. Ra ngoài không có giá dưới 200.000 đâu ạ. Chất len ép giá 170k này. Chất đẹp lắm, xin các chị cứ nhận hàng và cảm nhận. Màu ngoài đẹp hơn đấy, màu ngoài đẹp hơn trong cam đấy. Trong cam bị tổ đúng không? Trong cam màu nó sáng. Bà dơ cái màu ghi đi. Lóa mắt quá. Màu ghi phích luôn nhá, cái này sửa được nhá. Cái này 58 cân đổ lại nhá mọi người. Cái này bảo mình sẽ móc vào chân len co giãn 58 cân đổ lại. Móc vào không lộ đâu, chị nào lấy để 125.000. Cái áo váy len áo. Váy. Cái váy len này nó hơi bị móc một tí này mọi người này. Nhưng mà sửa chắc chắn mọi người không nhìn thấy luôn. Nhưng mà mọi người sửa một tí vàng là không nhìn thấy đâu. Thích lựa cho mọi người. Bao nhiêu ạ? 125. Thích lựa cho mọi người còn 125.000 nhá. Thích luôn này. Mọi người về sửa một tí là không nhìn thấy đâu. Em sửa cho mọi người, mọi người sửa. À mà em sửa luôn cho mọi người là không thấy đâu. Giá là 125.000. Ở đó. Cái váy len hà mặc đẹp vãi chưa? Bà nội à? Nghe lắm, cho bà. Váy màu xanh nhá. Váy màu xanh than viền trắng này. Váy màu xanh than viền trắng. Phương ơi em đi chốt đi móc đi em đi móc dần đi. Alo ạ. Đơn chậm mà. Váy xanh. Vâng ạ, bà ơi bà đợi con tí nha, con đang đi làm không? Tí con gọi lại cho bà. Có ạ, bà. Con đang đi làm. Vâng. Có ạ, bà đợi con một tí nha, con đang làm nốt xong rồi con. Con gọi lại cho bà. Trầm dồn 125.000 này. Em nhớ ghi. Vâng ạ, nó chạy nhanh nhá. Nghịch lắm ạ. Và nhớ ghi vào để khâu ạ. Dạ, có ạ. Khi bà, ngồi khâu luôn bà tâm đan rồi ngồi là làm luôn. Cái đấy dễ mà. Dạ con vẫn thế. Bà ơi con đang đi làm. Bà đợi con tí cho con đang làm là đang đi làm nốt xong con gọi lại luôn cho bà nhá. Vâng ạ. Đây tí con gọi luôn cho bà tại đang làm dở ạ. Nha bà nhá. Vâng ạ. Nhiều vãi.
Đây nhá. Váy xanh này cũng đẹp này. Váy xanh than này. Chất cũng lên ép này. 155.000 nhá. 155.000. Trời trời. Váy nó mặc có ai lấy chứ nhỉ? Chưa. Váy mặc chưa ai lấy. Ê ơi cái váy Hà nó mặc chất đẹp dã man luôn ấy. Rẻ vãi rồi. Váy xanh than này là 150.000. Cái này mặc lên một tí nóng nóng hết cả người luôn đấy ạ. Ấm cực. Nóng quá. Cái xanh than 155.000. Cái xanh than này là 155.000 nhá, chất lên cực kỳ dày luôn. Vào mùa chả có giá cho các chị mua đâu. Các chị nhá. Trói vào ơi. 155k. Ờ thôi trói bỏ ra đi. Ok này, chị Lê Thanh này váy Hà đang mặc kìa. Cái váy đang mặc đẹp lắm. Cởi đi không mặc mặc cái màu xanh, cởi đi. Cởi tại cái váy này. Không quần bên trong á. Tôi lại mày. Chân váy xe không quần bên trong thì mặc không ra được. Không, tôi toàn mặc kiểu quần váy ấy. Riêng ấy. Chị Lê Thanh này cái đỏ mận này nhá. Nóng quá ấy. Đẹp nhở, nhưng mà cái này chất đẹp thật. Ui, mặc một tí nóng là nóng. Mà đang mặc hết hàng nhá chị ơi. Mặc đi, màu xanh mặc đi. Mọi người đợi em mặc nhá. Cái xẻ đằng sau đúng không? Ừ. Đây là bọc váy len rất là đẹp. Còn đâu rồi, đẹp này. Chị cứ mua len nhé, một lần là nghiện luôn. Yên tâm. Vừa thoải mái chị Lê Thanh ơi, bạn ấy mặc vẫn rộng nhiều à. Cái váy xanh này phải chị đào cao cao một tí đây. Màu xanh nhá, sao cứ chói chói nhở. Màu xanh lá đậm. Cái này là màu xanh lá đậm nhá. Ôi sao chả lên màu chuẩn được. Bà đứng gần đi, các chị mới nhìn thấy màu xanh. Màu này thì cực kỳ lạ này. Đây màu xanh. Đây này. Các chị có nhìn thấy màu không? Đây màu gần giống móng tay em nhưng mà sẫm mơ này. Màu này đẹp này, cái này cũng đẹp nhá. 180.000. Màu xanh nhá, 180k, chất cực kỳ dày dạn luôn, cổ 3 cân nhá. Cực kỳ đẹp luôn, riêng con này ra ngoài 250-300.000 cũng vẫn ok, vẫn bán được. Cổ 3 cân thì chúng mày buôn chuyện ít thôi. Đang làm một cười khúc khao khích. 100 bao nhiêu nhỉ? 180k nhá, chất cực kỳ dày dạn luôn ạ. Chị Lương Thủy nhá, chắc chắn lấy hàng giùm em nhá chị ơi. Chắc chắn lấy hàng giùm em thì em mời chốt nhá. Chắc chắn lấy hàng giùm em. Chị chỉ cần nhắn một câu chắc chắn thôi là được. Đây, con okay, này chị chỉ cần ok thôi. Con xanh này cũng đẹp này. Còn đâu cứ để em lo. Đẹp quá. Nhờ, chị chỉ việc ok thôi. Ơ còn một cái nữa nè. Đúng không? Ngắn hơn à? Ui. Đúng không? Không giống. Này. Đây. Màu khác à? Nó cũng xem nhau à? Cái mị gì? Nóng bán. Mọi người đợi em qua màu khác luôn. Chị Lương Thủy ơi, chị chắc chắn lấy giùm em nhé. Được không? Em sẽ chuyển đơn cho chị Mỹ Dung ạ. Chị Mỹ Dung này mặc luôn đi nhanh lên, các bà cũng phải buôn chuyện. Chị Mỹ Dung này là chất đặt bên kia. Người ta quay người ta thay nhanh lắm, người ta không kiểu vừa nói vừa như mọi người đâu. Mọi người đợi em đang thay. Nhanh lên. Nó hơi bị loạn tí. Ảo, chặt thích. Chặt chung. Ừ. Ủa, con ve này cũng đẹp, mấy con này chỉ cần dơ thôi chẳng mày. Chị lấy mà. Uki chị. Em khui bọc len, mặc váy len đẹp lắm. Đây. Từ chỉnh đã cho mọi người đã. Cái này phải thắt eo bà ơi. Cái này phải thắt eo. Cái này maxi. Ờ đẹp nhở, chị nào cao cao tí, ui đẹp vãi đái. Lớp 1. Đẹp quá. Tôi mà không bầu thì tôi cũng lấy. Cái này mặc đi với quốc quốc một tí rất là đẹp. Còn đi dài dày. Bà cho cao lên đi. Cái này eo của bà ở trên ấy, phải móc eo lên. Cái eo tôi đây. Ừ, bà phải buộc váy để cho nó phồng phồng hiểu không? Kiểu váy như thế. Ok, đẹp thế. Đẹp thật. Đây đúng không? Ừ, đẹp thế. Đây nhá. 240. Cái này màu xanh than đấy ạ. Màu xanh than chất len ép. Chất len ép màu xanh than nhá. 240k này. Cái này những là chị nào mà cao cao chị Phương nhá. Anh ơi, đẹp thật. Em nói thật, len đẹp dã man luôn. Chị hãy đi du lịch ở đâu đấy và mua len để đi chụp ảnh. Len dáng cực kỳ đẹp. Đây 240, quá đẹp luôn. Riêng con này ở ngoài 450-500 vẫn được. Bởi vì thứ nhất là len ép, thứ hai là chất nó dài. Rồi mấy con này mà bán 4 vào mùa ấy, 350-400 vẫn bán được. Chất đẹp. Chị áo đấy em để 240 đúng không? 240. Đẹp thật. Cái này phải từ 1m6 trở lên mới mặc được nhá chị nhá. Màu xanh than, sẫm, nói chung là đẹp lắm. Em mà không bầu thì em quất luôn. 58 cân. Mọi người ơi, cái đấy là thắt eo nhá. Nên là eo nào cũng mặc được các chị nhá. Rộng mà bạn mẫu vừa thắt vào nhiều mà. Cái mẫu này thì bao nhiêu cân cũng gần như mặc được. Đừng béo quá giúp em. Bởi vì nó chất len ép nhá.
Cái này phải 60 cân đổ về không? Nghĩ là không có ra nhá. Thoải mái mà, bà vừa thắt được bao nhiêu? Đấy. Động lắm. 60 cân đổ về nhá, 240 rồi, ok chị Lương Thủy này. Ok ạ. Dơ dơ đi, dơ dơ đi. Từ từ dơ mấy cái này là đỡ mặc tàng ngắn ngắn này. Váy lên tàng ngắn này. Váy lên tàng ngắn kiểu tua rua nhá. Váy lên tàng ngắn tua rua, à đâu, chân ren. Chị Hải Yến ơi, chị sau mất rồi. Chị phải chốt nhanh. Váy lên tàng ngắn tay ren với cả chân ren màu xanh nâu. Không chẳng ngắn lắm đâu, bạn mẫu bạn cũng cao mà, cao 1m6. Hồ dơ này này. Đây, cao 1m6 không hề ngắn tí nào luôn. Váy pha ren này nhá, 150.000. Màu rêu rất là xinh nhá, ren mềm này. Tay pha ren với cả ở chân váy pha ren nhá. Con này thì chỉ khoảng 55 cân đổ về thôi, béo quá. 150k. Thực ra là to người hơn vẫn mặc ở đấy. Nhưng mà mặc nó sẽ không đẹp ý. Bởi vì 150.000 nhá mọi người, chân ren, đáp ren nhá, tay đáp ren với chân váy. Ai lấy comment là 150 kèm số điện thoại nhá, 150. Áo nâu kẻ này, áo nâu pha màu này. Áo màu nâu đằng này. Sau là nâu trơn nhá. Đằng sau là nâu trơn này, ở đằng trước đây nhá, đằng trước đây ạ. Chất dày lắm ý. Con này dày dã man, 150.000. Giá là 150k luôn này, mọi người ai lấy thì comment cho em là nâu 150. Nâu 150 nhá. Đây ạ, đằng sau là nâu trơn nhá. Đằng trước là pha màu này. Đằng sau nâu trơn, đằng trước pha màu, giá 150k. Ai lấy chốt cho em là 150 kèm số điện thoại. Xịn vậy. Chất lên đẹp lắm ấy ạ. Cô cứ phải mặc lên các chị mới thích cái sao ấy thôi hả? Bà chị có mặc ấy. Em thay mày. Đứng lên mà thay. Ừ, tôi đưa quần cho bà nhá. Em ơi đưa quần váy cho chị. Quần váy. Ơ cái quần hồng trên kia đâu? Nhìn lên này. Ví dụ mình kéo lên mà. Lật lên. Lật chắc chắn lật. Cái quần váy đen của chị Hà mặc vừa đúng không? Đưa quần váy đen này. À, bà thay quần đấy đây. Mặc lại cái quần váy lúc ấy bán này. Đây. Mọi người đợi em ấy thay quần. Thay luôn ở đấy đi, đéo anh nhìn. Thay luôn đấy. Ngã thì chấp nhận. Ngã thì xóa lại nhá. Ngã thì tôi sẽ bảo kê cho bà. Ơ này, cái này của ai là đẹp quá. Chị Lương Thủy hôm nay chốt cả hai cái đều đẹp. Đẹp quá ấy, chứ không phải đẹp vừa. Kẻ đỏ này các em ơi. Rộng, kẹp lắm. Có đẹp này. Rộng, nhìn thế này. Rộng lắm. Rộng lắm không? Khóa. Xe đấy. Kéo hết khóa chưa? Chưa hết khóa mà. Chưa hết khóa mà. Chờ cho chị tí đầy. Mặc váy đầy, len dài, chờ tí nhá. Đây em sẽ mặc từng mẫu một luôn này. Cái này rồi. Mặc đi. Em mặc nhá, mặc luôn cho mặc mọi người nhanh, nhìn mặc lên. Mặc nhanh lên, bà học cách mặc nhanh lên. Bà tôi cho bà tác được vào mấy cái bạn kia bán. Hay như mày. Ờ, mặc nhanh lắm, mặc. Bà phải học tập, bà phải xem live stream năng ngoái của tôi ấy. Thay phải gọi là váy lên kẻ này, váy lên kẻ đỏ. Khách không thời gian cứ ngồi xem đâu. Các chị ấy cũng bận mà. Váy lên kẻ xanh đỏ này. Đây ạ, dáng ôm ôm như pin nhiều ba ơi. 170. À 165 ừ. Giá ôm ôm như này nhá, giá là 165.000, chân len cực kỳ đẹp, chân len ép nhá. Chân len rất là đẹp, giá là 165.000. 165k màu này rất là đẹp luôn này, pha màu rất là đẹp. Ai 165.000 chân len ép nhá, chân len ép nhá. Phân biệt chân len ép, chân len ép. Ép. Rồi thay luôn. Ai lấy luôn, thay đi bà cứ thay ai đi. Ai lấy thay luôn, em ở Hà Đông ạ. Chị nào lấy đi chốt thôi. Bọc này để lại của chị, có chị xem lại like, xem lại live stream chốt. Này. Ờ đúng rồi. Kiểu gì cũng thế. Vừa lấy toàn thế. Sao tiếp mẫu nâu nè. Cho em váy kẻ sọc trắng có mũ ok. Diệp thiều rồi một cái. Rồi một cái sọc màu trắng. Ơ màu trắng hết à. Đây. Sao tiếp váy nâu nhá. Diệp thiều váy kẻ sọc trắng nhá. Váy nâu pha màu này. Ở đằng sau là nâu trơn nhá. Ở đằng sau là nâu trơn. Mẫu này là 150. Mẫu này 150k này. Bạn mẫu cao 1m6 nhá. Ai lấy comment 150 kèm số điện thoại cho em. 150 kèm số điện thoại nhá. Mọi người lấy, mọi người comment cho em. Cái dâu tôi đỡ phải mặc. Qua mặc. Mẫu khác. Đỡ mất lông mày. Váy cổ lọ này. Váy cổ lọ màu nâu tây nhá. Màu nâu kiểu nâu, nâu sáng ấy. Màu nâu sáng nhá. Đây ạ. Len thừng. Màu nâu sáng cổ lọ. Giá. Chất này. Chất đầy lắm ý. Mặc chỉ có ấm thôi mọi người ạ. 170. 170k này. Cổ lọ rất là ấm nhá.
Cái này mọi người mặc lên rất là đẹp, giá là 170.000. Ai lấy chốt 170 là... kèm số điện thoại. Hình như cháu không ghi gì. Hay là cháu ghi Lan Anh nhỉ? Từ từ đây cô giữ máy nhá. Ai lấy chốt 170 kèm số điện thoại này. Cô giữ máy từ từ chờ cháu tí để cháu kiểm tra. 170 kèm cháu số điện thoại. Cháu ghi là cháu Lan Anh. Giá 170 kèm số điện thoại nhá, qua mẫu khác này. Gì á? Mẫu này mặc đinh tiên huấn đúng không cô? Mẫu này mặc lên cho mọi người đinh nhá. Đinh tiên huấn đúng không ạ? Em sẽ qua mẫu khác luôn nhá. Đinh tiên huấn đúng không cô? Đinh tiên huấn. Đinh tiên huấn thì là đấy là tài khoản của chồng cháu chuyển sang. Cô chụp lại màn hình đây, cháu bảo cho kiểu gì nó phải có một dòng là nội dung nhắn gửi và một dòng là từ tài khoản nào chuyển sang. Đinh Tiên Huấn nhá cô nhá, là tên chồng cháu. Đinh Tiên Huấn. Chân vàng em mà không bán ạ. Đây là tài khoản của chồng của tên chồng cháu mà. Rồi. Qua mẫu này. Nhưng mà cháu có ghi một dòng nữa là cháu Lan Anh mà. Cô kiểm tra lại trong cái tin nhắn này xem. Vâng ạ. Cái váy này giống cái màu xanh ấy. Trời ơi, con nào comment lên đây chị in cho em xin địa chỉ ạ, bên em không vào được cho chị. Trời, mà ngược rồi. Ngược à? Thôi mà ngược kệ đi, bảo các chị. Mọi người ơi, em nó mặc ngược nhá, cái xẻ này nó lại phải ra đằng sau. Hồi đằng trước là nó như này. Vậy em quay đằng sau đây mọi người. 165.000. Ở đằng trước là nó không xẻ nhá mọi người. Các chị ơi, cái váy len nhá, riêng váy len mà cứ dưới 250.000 đã là quá rẻ rồi. Bởi vì nó là váy, không phải nó là áo đâu ạ. Mà chất len dày, chất len ép nhá. Màu này đẹp cực, màu này lạ này. Đây nha, màu lạ rất là đẹp. 165.000 nhá mọi người, 165k này. Mọi người không mua thì tôi không hiểu là các bạn các chị thích cái kiểu gì nữa. Đẹp đúng không? Mọi người có thấy giống tôi không? Đẹp vãi nhỉ? Ừ. Không phải đẹp vãi. Chứ không, chán nặng đi. Mọi người có thấy giống tôi không? 165k này. Chán không buồn khui luôn, bởi vì toàn cái đẹp xong các trái chốt. Chắc phải bán buổi tối nhưng mà đẹp thật. Tôi nghĩ là không làm một cái màu len riêng. Ừ. Này bà dơ cái màu nâu đi khỏi mặc. Màu nâu này. Áo váy len màu nâu ạ, màu nâu nhá. Đằng sau cũng như thế đằng trước. 150.000. 150k, chất cực kỳ dày dặn luôn này. Chất cực kỳ dày dặn, màu này mặc lên tôn, rất là tôn da. 150k ạ. À. Còn 20 phút nữa nghỉ nhá. 20 phút nữa nghỉ. 150 kèm số điện thoại. Một 50 kèm số điện thoại này, lên nhà em chất cực kỳ đẹp luôn mọi người ạ. Đâu? Xanh lờ còn rất nhiều, bây giờ phải tìm thôi. 150 kèm số điện thoại, ai lấy chốt 150 kèm số điện thoại cho em. Ai lấy chốt 150 kèm số điện thoại, hoặc là nếu mà mọi người có thể xem, nếu mà ai mà xem lại thì chụp ảnh lại màn hình inbox cho em. Thôi chả bán nữa đâu, mệt quá. Cái váy ren cũng đẹp, bây giờ đẹp mà không ai chốt. Nói chung là toàn đồ đẹp mà mọi người không chốt nên nản cực kỳ luôn. Bà thử cái váy đỏ nhá. Váy đỏ dơ thôi, chắc mặc đây không mặc được đâu. Bởi vì là nó bó. Váy body đỏ mận. À cái này lên dáng sang chảnh lắm. Thật ra chị nghĩ không sao đâu ấy. Cái cổ này là trước hay đằng sau hả bà? Bà? Cổ dóc cơ này, đằng trước đằng sau nhỉ? Hả? Cổ dóc cơ này. Đằng sau. Dóc cơ. Cái đằng sau. Đây ạ. Đằng trước đấy đúng không? Đằng trước đúng không? Mọi người nhá, cái váy này đẹp cực kỳ, mọi người mặc sang lắm, mọi người mặc đi đám cưới đi tiệc các kiểu rất là đẹp này. Len nhá, kiểu xẻ cổ như này này. Kiểu đấy, xẻ cổ nhá. Thực ra bản thân chị đằng sau có cổ chắc cơ. Quá bình thường. Bởi vì áo dài không phải áo kiểu ấy đâu. Em tìm cái khác cho các bạn. Lấy váy đen 165 là váy đang mặc à? Là váy bà đang mặc à? Đúng rồi, là váy đang mặc. Ok ạ, váy đang mặc cho chị Thi nhanh lên. Đây nhá, cái váy này sang lắm. Cái váy này có giá là 160.000 nhá. Một chỉ 160.000, kiểu rất là đẹp. Tay nó kiểu bồng bồng một tí. Em ơi, chị Thi nhanh lên, kiểu an ủi mình ý nhỉ. Kêu không chị chốt. Đây ạ, 100 bao nhiêu cây nữa? 165 à? 160. 160, màu mận ý. Màu mận rất là đẹp này. Mét 52 bao nhiêu cân ạ? Cái váy này không. Cái váy này bao nhiêu cân chị cũng mặc cho được. Cho em váy đỏ 165 nhé, là cái này à? Hỏi bạn cái kẻ đỏ này hay gì? Chị lấy cái nào đấy ạ? À? Cái em đang dơ. Hay là cái kẻ đỏ này, cái kẻ đỏ này là 165 này. Kẻ đỏ này hay đỏ là cái... À? Kẻ đỏ 165 hay là cái em vừa dơ ạ? Chị Thi nhanh lên, 51 cân thoải mái, cái váy mẫu mặc, bà cởi ra đi.
em cởi ra đây. Mọi người đợi em thay mẫu. Con này cũng đẹp này nhưng mà bao mặt. Cái tôi đang cầm. Hình như lưỡi vừa đọc 165 thì phải. Đây là cái này này. Cái xẻ cổ ấy. 160.000 nhá, cái xẻ cổ nhá, Ngọc Jenny nhá, 160. Váy đó 160 hết rồi ạ. Váy đang mặc hết rồi ạ. Đây là cái lại đến lượt áo. Hả? Lại đến lượt áo. Em qua mẫu khác luôn nè. Đây là mặc cái này lên. Len đẹp quá. Len quá đẹp luôn, không phải đẹp đâu chị ạ. Chất đi, chất đẹp lắm. Con kẻ đỏ này cũng đẹp nhá. Có thấy chị Thúy Khanh Khánh Tôn. Đây dơ này, màu nâu này. Mấy cổ lọ bà dơ. Em mặc màu nâu này. Cái màu nâu pha màu nhá. Quên không biết, không đến. Lại một cái cổ lọ này. Váy này, váy màu nâu rất là xinh. Đây ạ, à, váy màu nâu nhá. Váy này lúc bảo bao nhiêu nhỉ? Sao mình tới quên đá nhỉ? 9, 10, bán mấy váy rồi? 10 nhá, em cứ đến sẽ bán 150.000. 150k, váy màu nâu pha trắng này. Váy màu con nâu này đi bốt nhá, con này đi bốt đẹp. Đi bốt? Ờ, nhìn màu đâu mà đi bốt thì hết lắm. Đi bốt mà đến đầu gối ấy, đẹp dã man. Con này tôi toàn thế đấy, tôi mặc kiểu này, đi bốt 150.000 này. Ai lấy chốt là 150 kèm số điện thoại. Chị vừa đấy là 10 đúng không? 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, cái bà đang mặc không ai chốt đó, 50.000 đâu, 150.000. Lên dáng xinh như này mà các chị ơi chốt. Bởi vì các chị không chốt nên là chả muốn quay luôn, chả muốn khui luôn. Mà ở em mà em thấy toàn đồ đẹp mà, không phải do em đi nhặt hàng hay gì mà em thấy đẹp đâu. Nhưng mà cái bọc này đẹp thật sự. Hay bị tối quá nhở? Không, tôi thấy đẹp mà. Bà thay đi. Nhưng mà lên cam tối lắm à ơi này. Tối đen xì xì. Ờ, màn hình bà để chế độ à, hay tôi để tối, ừ. Thay đi em. Mọi người ơi, em thay váy khác nhá. Mọi người ai lấy thì chốt cho em này. Hoặc là nếu mà ai xem lại thì chụp ảnh lại màn hình rồi inbox. Hàng si ạ. Hàng si tuyển chọn nhá. Hàng này là hàng tuyển chọn, cái nào cũng đẹp. Hay là bọc này là bọc em lấy ở riêng à? Tất em. Đây đầm 30 đây. Mười mấy rồi? 17 rồi. Đây ạ, à, áo váy len này. Váy len cổ lọ nhá. Váy len cổ lọ chất len rất là co giãn. Cái chất len này rất là co giãn luôn này. Cái này bao nhiêu bà? Cái này xẻ nhá. À cái này xẻ ở bên cạnh, mọi người phải mặc thêm một cái chân váy hoặc là cái quần ở bên trong. 165k này, chất len co giãn nhá. 165.000. Ai lấy chốt cho em 165 kèm số điện thoại. Này. Không được mà. Trời ơi, 6728. Có hai mấy cái rồi. 165k cho em váy nâu này nhá. Rất là đẹp luôn, cổ lọ mặc cực kỳ ấm. 165 Thuy Khanh Tôn này. Nguyễn Hạnh lấy cái 150 là lấy cái nào nhỉ? Cái nâu à? Cái nâu đúng rồi, cái nâu thôi. Em đếm lại em xuống áo lên mà nó rồi chị. Tôi nhớ rồi. Nâu 150 rồi. Thuy à, Nguyễn Hạnh lấy cái nâu 150.000 đâu. Ở dưới. Mặc cái vàng ở phía đâu nhỉ? Là chị Thuy Khanh Tôn này. Em qua luôn mẫu khác này. Đâu? Đó. Nguyễn Hạnh ơi, Nguyễn Hạnh lấy cái nâu này à, em ơi. Nguyễn Hạnh lấy cái nâu này đúng không? Đúng thì comment đúng giúp mình nhá. Ôi chất len cực đẹp luôn. Riêng nhà em bao chất, mọi người đã bảo mua là nghiện mà đấy. Váy màu vàng này, màu vàng mù tạt. Màu vàng nghệ rất đẹp. Nguyễn Hạnh lấy 150. Đây ạ, à, màu này rất là đẹp luôn này mọi người ơi. Cái này pha kẻ rất là đẹp luôn nhá. Tôi đến phạt hai cái đấy đi. Đằng sau trơn nhá. Đằng sau trơn. Dưới 58 cân là vừa. Có giá cực kỳ.
chất len dày dặn 175.000. 175k cho em này này. Như cái này là chất len đấy đúng không? Đây cho các bạn xem cái chất len luôn lại bảo. Chất len quá đẹp luôn. Căng ra cho mọi người coi. Co giãn. Đẹp lắm, nói chung là chất len đẹp, yên tâm. 175.000 này. Ai lấy chốt cho em 175 kèm số điện thoại. 175 kèm số điện thoại. Đẹp cực kỳ mọi người, nhận hàng đi mọi người biết chất cực kỳ đẹp. Giờ mà 13 ừ. À cái có cái có cái váy này xinh lắm luôn này. 175 ai chốt ạ? 18 từ từ. 19. Từ từ nhá, 175 của Mỹ Dung. 175 em cái em đã mặc cho chị Mỹ Dung nhá. Rồi đấy ạ, có cái váy này xinh lắm. Mặc đi cái đấy đẹp. Em mặc cái này xinh, cái này xinh cực. Đấy, một cái, có một có cái rất nhiều người chốt. Màu vàng mà. Đây này. Đây là. Có cái thì rất là nhiều người chốt. 7 là thế này, 8 là in chị đến lắm. Có cái thì nói mãi không ai chốt. 10, có nhanh lên. Có gì thôi. Mệt. Thôi em sẽ không nói nữa. Cái váy chất len ép này, váy đuôi cả chất len ép, chất cực kỳ đẹp. Màu đỏ nhá, màu đỏ. Màu đỏ mận. Em, mọi người em đang mặc cái áo ở bên trong, cổ nó hơi cao một tí nhá. Trừ cái váy này là cổ tim. Đùa đâu. Váy này là cổ tim như này này. Đây ạ, cổ tim nhá, như này này. Cổ tim này, em đang mặc là cái áo đen bên trong. Váy này có giá là bao nhiêu bà? Váy đuôi cá nhá. Ở đằng sau có đan chéo này. Ở đằng sau dây đan chéo nhá. Đây cho xem nào. Chất len nét. Màu đỏ mận nhá. Màu đỏ ngoài đẹp hơn trong cam nhá. 190.000. 190k cho em váy đuôi cá này. 190k cho em váy đuôi cá này nhá. Màu ở ngoài nó không bị chói như ở trong cam đâu mọi người ạ. Màu ngoài màu kiểu đỏ mận ý. Rất là tôn da. 190.000 cho em. Cho em váy này. Ai lấy chốt 190 kèm số điện thoại này. Ai lấy chốt cho em 190 kèm số điện thoại. Mặc lên xinh cực kỳ luôn. Đấy, đuôi cá rất là xinh. Mà chất len ép nhá, không phải cái hàng chất len kiểu xù xù đâu. Mà cái này chất len nó ép nhá. 190k chị Thuy Khanh Tôn. Thuy Khanh Tôn ơi, con sang cái đêm này. Thuy Khanh Tôn. Con đuôi cá lạ nhỉ? Ồ, đẹp đấy. Màu đẹp cơ. Qua mẫu khác luôn cho mọi người. Được đếm lại chị nhá, cho hai chị đếm nhỉ. Nhưng mà thật hai lần rồi. Màu xanh lá đậm, màu xanh rêu. Kiếm cục con phải có. Màu hai màu còn lại. Đây ạ mọi người, cái này cổ tim nhá, em đang mặc. Em đang mặc cái này này. Em đang mặc cái này này. Em mặc cái cao cổ nhá. Đây cái này, màu xanh lá nhá, xanh lá đậm. Chất len đây ạ, chất len đây nhá. Cực kỳ đẹp. 165k này. Em này 165k. Ai lấy chốt cho em là 165 kèm số điện thoại. 165 kèm số điện thoại này. Màu xanh rất là đẹp nhá. Em cao 1m6 nên cũng chả ngắn đâu mọi người ạ. 165 kèm số điện thoại. Chị Khoai. Ok chị Khoai đại ca nhá, chị Khoai. Con lên đen này bà ơi. Đen này. Đấy, nếu là trong cam rồi. Em khoa tiếp mẫu luôn này, khoa nhanh nhanh ba, nha mọi người. Ba cái rồi, tính cả cái này. Ơ cái này tưởng một chút rồi mà. Chị khoa đấy, cái gì? Cái nâu nâu rồi này. Bày cái rồi. Váy đen ren nhá, quá đẹp đến này. Đến chuẩn chị nhá. Váy đen ren rất là đẹp luôn mọi người ạ. Váy đen đắp ren. Thank you.
kiểu là váy xẻ. Đây nhá, có một cái phần ren ở đây này. Nhưng mà mọi người phải mặc thêm một cái chân váy hoặc là mặc một cái chân váy màu đen bên trong thì sẽ rất là đẹp. Bởi vì nó là phần là xẻ xẻ ren nhá. Xẻ đáp ren. Ủa lóa thế. Màu đen đó anh. Cái đen ấy phải mặc chân váy ở bên trong nhá. Chân váy ở bên trong bởi vì cái này là xẻ ren nhá. Chân len ép 120.000. Chân len ép 120k này. Cái này mọi người phải mặc chân váy ở bên trong. Đáp ren nhá, đáp ren rất là đẹp. Ở phần trên này có xẻ đáp ren này. Đây ạ, xẻ ren nhá. 120.000 này. Ai lấy chốt 120 kèm số điện thoại ạ. Ai lấy chốt cho em 120 kèm số điện thoại cổ 3 phân nhá, cực kỳ ấm luôn. Cổ 3 phân cực kỳ ấm, 120.000. 120k kèm số điện thoại. Ở trong cam màu đen thế nên nó cứ loái ạ. 120 ạ. Không, chi nhớ 10% này. Thì nhưng không vào. Không vào đi ạ. 120.000 ạ. Vào chưa? Để xem. Ôi nó cứ nhảy liên tục này. Tức là không vào vùng điện em ơi. 120 chị Lê Thanh. Chị Lê Thanh 120 hết này, ok ạ. Qua nhanh lên một tí nhá. Bà cứ vớ cái này vào mặc cho tôi đọc giá. Bà cứ phải chờ tôi đưa rồi thế là. Cứ mặc đi. Mặc đi, mặc này. Này. Được chưa? Vào bên nhá. Tôi chưa xem. Ôi chị Khoa, em rất xin lỗi đồng hàng của chị. Đang bị bọn này cho bọng cho đè lên. Em lấy chị Lê Thanh cái váy lên. Lấy chị lên cái váy lên 101 nhá. 101 đi. Cái đống hàng của chị đang bị bọn nó đè lên em ơi, hôm nào lôi áo vào của chị à, chị Khoa ra gửi cho chị đi. Chúng mày đè hết hàng lên đi kìa. Lần sau lấy hàng đè lên đi kìa. Đè hàng của khách ta, ai để đè lên đầu chị. Váy lên màu mận này. Tức là em đóng hàng của chị cho em cho kho rồi. Xong rồi bọn nó xếp hàng mới, nó xếp đè lên. Váy lên màu mận nhá, chữ này. Đây ạ, màu ngoài đậm hơn nhá. Màu ngoài sẫm hơn. Mở ngoài sớm hơn trong cam ạ, chất len ép này. Chất len ép dáng hơi ôm một tí nhá. 130k. Dưới 55 cân mặc vừa thôi. Đây này, chỗ này hơi sần một tí nữa. Dưới 55 cân mặc chỗ vừa. Chỗ nào bà quay thấy sần sần bảo khách nhưng mà không vấn đề đâu. Cái này thì không nhìn rõ, phải nhìn gần. Cái phần này nó hơi sần một tí. Lấy cắt lông mà được. Nhưng mà không sao. Chất len đẹp lắm, vẫn đanh lắm các chị ạ. Giặt thoải mái cho em nhé. Bán 125.000 luôn. 125k này. Dưới 55 cân đổ lại nhá. Dưới 55 cân đổ lại mặc vừa. Tùy chiều cao thôi đấy ạ. Đằng sau trơn nhá. 155.000 này. Ai lấy chốt cho em là 155 kèm số điện thoại. 155k kèm số điện thoại này. Màu ngoài màu sẫm hơn trong cam nhá. 155k ai lấy không ạ? Đây nhá, hình rất là đẹp. 155.000. Ai lấy chốt cho em sẽ qua mẫu khác luôn này. Qua đi khoai chốt à? 155k. Còn áo vest nâu tây em ơi, cái áo còn đúng một cái luôn. Đây này. Đúng một cái bà khoác cho bạn đi xem bạn có lấy luôn không? Cái này một cái bị khách ao này. Vừa ao vừa đấy xong. Áo khoác nâu tây đây. Cái màu xanh này cũng đẹp. Bà cứ vớ gì mặc được mà mặc. Áo khoác nâu tây còn duy nhất một cái này. Áo vest nâu tây nhá. Vest nâu tây. Còn một cái. Cái bao nhiêu bà? Đẹp không? Đẹp bạn, nên dáng rất là đẹp đúng không? Cái bao nhiêu? Áo vest nâu tây á, 135. À 130 quên. Áo vest nâu tây 130.000 nhá. Màu này mặc lên tây cực kỳ không hề bị già đâu mọi người ạ. Màu nâu này mặc lên rất là tây nhá, không hề bị già. Giá là 130.000. Ai lấy chốt cho em là 130 kèm số điện thoại. 130 kèm số điện thoại nhá. Chất vải kiểu mỏng mềm ấy. Xem có cái nào dài qua hồi giống 240 không, nhưng không có đâu nhỉ. Mấy cái mặt dài như thế đây hiện tại hết rồi chị ạ. Cái mặt dài như cái 240 hết rồi chị ạ. Chỉ còn tầm mẫu đến gối thôi. Còn mẫu đến gối thôi nhá. Để cho em ạ.
Ok em để số đi. Ai ai lấy cái này để số nhá. Chị Vy để số nhá. Này mặc cái này đi. Mọi người lấy ai đây, sổ nọ đó. Ừ. Vy Lê để lại số điện thoại cho em ạ. Áo vé hết rồi mọi người ơi. Áo vé màu nâu tây. Ô cái này xinh xinh quá. Len cổ lọ màu xanh này. Màu xanh nước biển xinh ơi là xinh. Cổ lọ 3 phân này. À đâu cổ lọ cao chút. Cổ lọ nhá, màu xanh rất là đẹp, chất len nếp nha mọi người. Chất len nếp đanh cực kỳ này. Chất len rất là đẹp luôn. Len nếp nhá, bao nhiêu bà? Chất len nếp xinh lắm. Cái đấy á? 180. 180 nghìn này. Màu lạ nhá, màu này ít cực. 180k. Màu này ít lắm nhá các chị nhá. 180 ai lấy chốt cho em 180 kèm số điện thoại. 180 kèm số điện thoại, chất len nếp nhá. Chất len ép 180k. 180k kèm số điện thoại. Nhi mọi người. Nhi mọi người. 180 này. Mọi người lấy comment cho em là 180 kèm số điện thoại cho em này. Kèm số điện thoại nhá. Nếu mà không có số điện thoại nhà em sẽ không chốt được đơn cho mọi người đâu ạ. 180 kèm số điện thoại. Mọi người chốt nhanh cho em để em sẽ qua mẫu khác. 180. Em qua mẫu khác luôn nhá mọi người, ai lấy thì để chốt lại cho em. 180 kèm số điện thoại. Chị Nguyễn Hạnh cảm ơn. Nguyễn Hạnh chốt à? Không, nhưng không để lại số thôi. Nguyễn Hạnh ơi để số nhá. Chị Bùi Hà Phương Anh để chị cái gì đấy? Nguyễn Hạnh có đơn rồi. Nguyễn Hạnh người có đơn rồi, một cái gì ấy. Đập vào mặt mày. Mặc cái vest nâu nó chị không nhầm thì còn một cái nữa. Mặc len hồng cho mọi tìm người nhá. Tìm cho chị Bùi Hoàng Phương Anh một cái. Hình như là còn. Mặc cái len hồng đi. Cho mọi người này. Bà cứ mặc đi, bà vớ cái gì trên người tôi mà mặc nhá. 150 à nhầm. Cái len hồng này là cổ tim nhá. Em đang mặc cái áo đen bên trong thế nên là nhìn nó hơi bị kiểu không đẹp mấy. Nhìn mọi người phải mặc kiểu mỗi áo hồng không thôi thì sẽ đẹp. Đây ạ, váy này bao nhiêu bạn ơi? Váy len hồng nè. Màu hồng này mặc lên trắng da lắm ấy ạ. Màu này mặc lên cực kỳ trắng da nhá. Tay kiểu tay lỡ. Tay lỡ chất len này. Tay kiểu lỡ lỡ nhá. Bị bẩn một tí không? Hơi một tí nhưng không lộ lắm. Chị lấy để 50.000. 50k này, bị các hơi. Chị lấy giặt nhá, giặt là ra đấy. Có một cái vết tròn tròn ở đây nhưng mà nhìn không rõ đâu ạ. 50.000 luôn này. 50.000 cho em váy hồng. Váy hồng xinh quá. Ưu tiên ai gộp đơn nhá. Tay lỡ nhá, xinh lắm nhá. 50k nè. Còn váy kỷ. À kẻ nỉ ra cá 99k. Là cái váy trắng đen đúng không? Là cái váy trắng đen em like lúc đầu đúng không chị? Còn nhá, nỉ kẻ trắng đen da cá 99k còn nhá. Cái mẫu này 50.000 có ai lấy không này? Nó chỉ bị một cái bé tí ở đây, không nhìn rõ đâu ạ. 50k nhá. Cổ tim, không phải cái màu đen bên trong đâu nhá. 50k. Để em xem còn không. Thay đi nhanh nhanh. Thay luôn nhá. Tôi bảo bà dạy bà cách quay nhá, bà quay một phát mặc lên, đọc giá. Không cần chờ ai chốt, thay luôn, đúng. Quay nó phải thế chứ, mấy nữa quay một mình phải quay thế chứ không ngồi chờ đâu. Này. Chưa mặc, chỉ dơ thôi. Em mặc tiếp mẫu xanh than này. Đây ạ, à, màu xanh than pha trắng nhá. Đây này, màu xanh than, ồ cái này mặc lên cũng rất là xinh này. Màu xanh than viền trắng này. Màu xanh than viền BB. Không phải trắng, đây là màu BB nhá, đây ạ. Màu xanh than viền B này. Mẫu này là cũng là chất len nếp luôn nhá mọi người. Cũng là chất len nếp nhá, rất là dày dặn. Nhiều quá rồi. Nhiều. Đằng sau này.
nhiêu? Cái này bao nhiêu nhỉ? 150. 150k nha mọi người. Cái váy nó mặc 150.000 này. Ở trong cam màu bị lóa đấy. Nó là màu xanh than nhá, 150.000. Cho 50.000, chị Hằng Hải. Em cam 1m6 nhá. Hằng Hải chốt cái đấy à? Ừ. 150 chị Hằng Hải này. Tên này, cái gì đấy, cái gì xanh xanh này à. Cái này ở màu xanh rêu. Bà mặc đi, cái này nó bị lỗ một tí đấy. Tìm tôi tìm, bà mặc cái này chốt đi. Cái này mặc rồi. Mặc lại đi, mệt thế. Thì ai chả biết là mặc rồi. Nhưng cái đấy đẹp nên mặc lại đi. Cái đỏ luôn bao nhiêu chị nhỉ? Có phải cái này không nhỉ? Cái đỏ này lúc nãy là 160. Đây thì bà mặc cái này đi, cái này khác không phải thế. 165. Kẻ đỏ 165.000 này, cái này xinh tụi cho lên em, cho lên em nha. Mọi người còn lấy cái mẫu này xinh lắm nhá. 165 nhá. 165 này, chất lên em này. Chất lên em đây ạ, chất lên em này. 165.000 này. Ai lấy chốt cho em là 165 kèm số điện thoại em M6 mặc chạm gối nhá. Em M6 mặc chạm gối. Thì sẽ bán 30 cái. Ai lấy chốt cho em 165 kèm số điện thoại. Cái này lên giá xinh cực kỳ luôn ý mọi người. Cái màu kẻ này cũng rất là đẹp. Kẻ đỏ pha xanh than 165.000. Màu son 65.000 gộp chị Mỹ Dung ạ. Chị Mỹ Dung gộp này ok qua luôn mẫu khác này. Mẫu xanh của lọ trước đi em. Xanh xanh của lọ này tình yêu này. Thấy chưa, đó là đẹp rồi. Đẹp đã bảo rồi mặc lại đi mà, người chốt. Vừa đấy các chị không xem vào. Em sẽ qua luôn mẫu xanh rêu của lọ. Mình mất lông mày. Cái này là kiểu xẻ xẻ nhá mọi người, phải mặc với cả chân váy ở bên trong. Cổ cao nhá, cổ lọ cao này. Màu xanh rêu nhá. Đây, đúng rồi. Đây ạ, à, màu xanh rêu này. Chân len đây nhá, màu xanh rêu. Này. Đi ra hết cho nó. Lông à? Đúng đấy, đúng đấy. Đúng đấy. Có ra không? Ra không? Ra ấy nhỉ? Ra ấy nhỉ? Bảo các chị về giặt đi, ra đấy. Cái này là người ta giặt máy công nghiệp đi, nó không hết được ấy, hiểu không? Ra đấy này. Sale đi, sale luôn. Mọi người cái này có mấy cái vết ở đây này. Các chị giặt cậy là ra nhá, sale luôn 100.000, sale lỗ đấy. Sale luôn 100k này. Cái này phải mặc chân váy bên trong nhá, bởi vì cái này xẻ cao mọi người ạ. Cái này xẻ cao phải mặc chân váy bên trong. Mọi người về giặt đi, cậy ra là hết nhá. Xả, fix luôn cho mọi người còn 100k. Màu xanh rêu, fix 100k này. Ai lấy chốt cho em là 100k kèm số điện thoại. Ai lấy chốt 100k kèm số điện thoại ạ. Ai lấy chốt 100k kèm số điện thoại này. Fix luôn 100k. Chị Nguyễn Hạnh gộp này. Chị Nguyễn Hạnh gộp 100k này. Lên một em váy hồng xinh nhá. Một em váy kiểu màu hồng nhờ nhờ. Màu hồng nhờ nhờ. Đây ạ, một em váy này. Váy len kiểu lỗ lỗ như này này. Kiểu như này nhá. Cái này xẻ hai bên, mọi người cũng phải mặc chân váy ở bên trong. Mọi người cũng phải mặc chân váy ở bên trong nhá, xẻ hai bên này. Xẻ hai bên như này nhá. Cái này bao nhiêu mà? Cổ 3 phân. Xẻ hai bên, mặc chân váy bên trong. Màu hồng nhạt 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 nhá. Màu hồng nhạt nhạt đấy ạ. 150.000 quên. 140.000 nhá. Cái váy xẻ này có giá 140.000 này. Ai lấy chốt cho em 140 kèm số điện thoại. Xẻ hai bên nhá mọi người, phải mặc chân váy. 140 kèm số điện thoại này. 140 kèm số điện thoại. Ai lấy chốt 140 ạ? Gộp mới dày hôm qua à chị? Nguyễn
Huyền Trang, hộp với rời hôm qua. Chị gì ạ? Ai lấy áo này, các mình cho em là 140 kèm số điện thoại này. 140k kèm số điện thoại nhá. Em sẽ qua luôn màu khác mọi người, ai lấy đi chốt cho em. Một trăm bốn mươi màu nắng chuối nhá. 140 không ai lấy à? Ừ. Gộp 100 chưa? Rồi. Đấy cứ tự quay tự chốt nhá. Hàng Hải 140 này. Em qua màu xanh nắng chuối cho mọi người này. Màu xanh nắng chuối này, cổ 3 phân. Đây ạ, váy màu xanh nắng chuối nhá, cổ 3 phân. Cổ ba phân màu này mặc lên nhìn xinh lắm. Còn đằng sau có xẻ nhá. Cái này mà. Lanh Linh Thuy này, Lanh ơi gửi đơn cho chị chưa? Em gửi rồi chị ơi, em gửi. Đây nhá, màu rồi. Xanh màu xanh cốm. Cái này màu xanh cốm đúng hơn. Này hơi bị sần nhỉ. Hơi sần. Sale luôn 90.000, nhưng mà yên tâm là mặc không bị lộ nhá. Nhìn gần thì mới lộ thôi. 90.000 em giơ cho các chị xem. Đây em giơ gần chắc cho mọi người xem này. Nhìn gần nó vẫn rất là đẹp. 90k này. Màu xanh cốm nhá. Xanh cốm. Ai lấy chốt cho em 90 kèm số điện thoại. Ai lấy chốt 90 kèm số điện thoại này. Đấy. 90k kèm số điện thoại nhá. Ai lấy chốt cho em đi ạ. 90k kèm số điện thoại. Đúng rồi chị Hằng Hải ơi. Cái 140 màu hồng là của chị, em lấy chị 135 thôi. Em đang vui. Em lấy chị 135 thôi. Em đang vui. Đây lấy cái này đi. Ô cái này chất lên em này, cái này cũng đẹp này, màu này lạ thế. Này, ô, con này thì quá đẹp luôn, tay lỡ nhá. Em lỡ. Đang vui. Em lấy chị 135 nhá, cái màu hồng đúng không? Cái gì? Sai à? Đi ra tâm đen. Sai à? Cái màu này lạ cực kỳ này mọi người ơi. Một em váy cộc tay nhá. Váy len nếp cộc tay. Đây váy len nếp cộc tay này. Màu kiểu màu gì ấy? Màu xám xám ấy. Màu kiểu lạ lạ. Đây nhá, kiểu của nó là kiểu tay cộc, tay lỡ lỡ, tay lửng lửng như thế này nhá, có túi ở hai bên ạ. Có túi hai bên nhá, dáng suông nhá, dáng suông rộng. Dáng suông rộng, mẫu này dưới 60 cân đổ lại nhá. Mẫu này dưới 60 cân đổ lại này. 58 thôi, à 60 vừa nhỉ. 60 cân đi. Dưới 60 cân đổ lại tùy cả chiều cao nữa nhá mọi người. Bao nhiêu bài? Nói chung là cũng tầm tầm nhau. Nhiều rẻ. Nhiều. Nhưng mà tính chính không là gì. Ôi con này đẹp thế. Cái tôi mặc vừa không? Vừa. Mặc bầu đấy nhỉ, xem nào. Ây dồi ôi, rộng lắm. Ôi nhưng mà đẹp nhờ. Thôi không bán đâu, Lanh lấy rồi. Ôi con này đẹp thật. Ôi đẹp nhờ, nhưng mà đẹp nhờ. Con này mặc bầu chuẩn luôn đấy. Em cao 1m6 nặng 47 cân ạ. Em có chả nỡ bán. Thôi tôi bán 190.000 thêm ai chốt, không ai chốt chị để mà. Em bán 190k em lên này này. Thôi đừng bán nữa. Đau đầu quá các chị ơi. Thôi tôi thay ra ai chốt. Thôi các chị ơi để cho em nhá. Em chưa có gì mặc, em nói thật. Mùa đông nay chưa gì mặc. Đẹp quá. Mọi người đừng chốt. Đừng ai chốt. 63 cân, 63 cân mà bầu không vừa đâu ạ. Lời. Để em mãi từ đây đi. 63 cân mà mét ấy không vừa đâu ạ. Lanh mặc đi. Ôi em đang bầu. Em chán lắm. Chị ạ. Bầu bí. Mùa đông này à Lanh mặc đi, ý là bảo chị để à bà để em mặc. Ơi. Em mặc nhá chị Lê Thanh nhá. Em chưa có gì để mặc thật. Mùa đông nay chưa có gì để mặc. Ở ngoài này bắt đầu hôm nay mát mát rồi này, không biết là chuyển lại đâu. Hả? Tôi mặc đẹp luôn ấy, vừa luôn ấy. Chị thích kiểu tua rua ấy, hiểu không? Chị thích kiểu tua rua ấy, mấy cái tua rua chị thích. Chị hay thích mấy cái túi tua rua cổ ấy, đẹp quá. Mẫu pha, cái này lên pha nhá. Lên pha màu xanh này, hồng này, ghi này. Em kia lấy thì thui, chị xem cái khác. Chị để cho em nhá, chị bảo Trúc ơi. Tranh ảo của khách ngồi. Này, bao nhiêu bà? Hả? Len này, len pha màu. Ồ, chất dày lắm.
chất dày cực mọi người ạ. 150.000 chất dày đúng không? Lê Pha Màu đúng không? Hả? Kiểu lỗi luôn, báo khách luôn nhá. Ừ. Lê Pha Màu 150.000 nhá. Cái này có sao không? Phải sao giống tay ấy. Fix 145 đi, thực ra không sao đâu, ừ. Chả ai để ý. Thôi em fix 145k cho mọi người này. Bà dơ hạt ghế ra cho các chị xem. Đấy nhá, nó kiểu nó chỉ là như này. Đây ạ, nó kiểu cái gấu tay nó hơi như này này. Không vấn đề đâu. Không vấn đề gì đâu ạ, mặc lên chả ảnh hưởng gì cả. 145k này. 145k váy này nhá, chất len dày lắm ạ. 145k mẫu này chỉ tầm dưới 54 cân đổ lại thôi. Mẫu này tầm 54 cân đổ lại thôi nhá mọi người. 54 cân đổ lại. 145.000. Ai lấy mẫu này chốt 145 kèm số điện thoại cho em. 145 kèm số điện thoại. Cái này là hàng C nhá mọi người. Đây là hàng C tuyển chọn nhá. Hàng C tuyển chọn ạ. Mỗi mẫu chỉ có duy nhất một cái thôi. Các chị yên tâm đi, chắc đẹp lắm, mua một lần là nghiện. Chấm đi em mê. Ôi như Hà mặc váy len bán được ấy. Mặc lên người mới đẹp chứ bây giờ tôi bầu mỗi năm tôi cũng mặc. Hôm nay bầu chịu, mỗi năm chị cứ đi bốt đi xong mặc mấy cái váy len đẹp lắm. Hôm nay bầu rồi bụng to chả chịu. Chỉ mặc cái áo dạ thôi, áo dạ thì chỉ khoác mà. Phương em chốt đơn dần đi Phương. Chốt đi, nhiều khách không comment nữa là khách không xem rồi, em chốt mấy đơn đầu ấy. Chốt được luôn ấy. À chị gì đấy, chị gì mua nhiều gửi địa chỉ luôn rồi đấy. Váy chấm bi màu hồng này. Cái 190k. Không còn đâu ạ. Hết rồi tình yêu. Hết rồi. Cái này là chân re nha, em đang kéo xuống mọi người đợi tí này. Chân đáp re nhá. Váy hồng chấm bi chân đáp re như này ạ. Đây nhá, hồng bi chân đáp re. Màu hồng ở ngoài nó kiểu đẹp hơn ấy. Màu hồng ngoài nó nhạt nhạt hơn một tí, nhìn nó không bị sẫm. Đây ạ. 120. Hay sao tôi ghét màu hồng, cứ màu hồng bán là bán rẻ. 120k nhá. 120.000 này. Ai lấy chốt cho em 120 kèm số điện thoại. Chị thích cái cổ nữa này. Chị mặc hồng kiểu cổ nó cực, nhìn chị gầy hơn. Chị Ngọc Jenny đang ạ. Tôi khi biết tới nhà là anh không mua cho các luôn. Thank you tình yêu không, nhưng mà các chị mà mua nhà em phải hiểu tình em ấy thì dễ mua. Bởi vì có nhiều bà ơi tính em cũng nóng ấy, sồn lên xong rồi thôi. Nhưng mà có nhiều bà buồn cười là 120. Chị Hàng Hải 120, chị Hàng Hải như thích màu hồng à? Hai chút hai cái màu hồng rồi đúng không? Không, nhưng mà vấn đề là căn bản là các chị mua nhà em khẳng định với mọi người luôn nhá, là cứ yên tâm về chất, tức là lỗi đâu em sẽ bảo mọi người luôn. Hồng tức là em sẽ bảo mặc cái xanh này. Em sẽ bảo mọi người luôn, chứ không có cái kiểu là im ship cho mọi người đâu, nên mọi người cứ yên tâm nhá. Cái nào lỗi bảo fix luôn, lấy không lấy đi thôi. Căn bản là đến lúc đi giải quyết những cái về sau mệt lắm. Nên là chất như nào thì em sẽ bảo các chị luôn, rồi bị làm sao em sẽ báo luôn. Nhưng mà riêng em khuyên chân thành hàng mùa đông. Riêng về len nên mặc hàng thùng, chất đẹp hơn hàng mới nhiều. Hàng mới các chị giặt về giặt nó hay bị lông đóng cục ấy. Nhưng hàng này vừa rẻ vừa đẹp mà chị em mình mặc một hai hôm là chán. Váy cổ chẳng... 3 phân màu xanh lá. Nên là chẳng tội gì phải mặc mua một cái váy đắt tiền ý. Để mà mặc xong rồi vài hôm mà chán, nên là không cần thiết. Váy cổ 3 phân màu xanh lá, chất len đây nhá, chất len này. Hơi bị sần sau rồi. Ừ. Con này hơi bị sần sau rồi. Ừ. Sale 100.000 luôn nhá, 100.000 hơi sần ở sau một tí, màu xanh nhá. Hơi sần một tí nhá mọi người, hơi sần ở mặt sau nhá. Sale 100. Nhưng mà cái màu này nó sẽ không bị lộ cái sần. Xe 100k, màu này tối này nhìn nó cũng chả rõ đâu ạ. Xe 100k này, em đừng xa, đừng gần, nó bị lóa. Đừng xa nhá, 100k, ai lấy chốt cho em 100 kèm số điện thoại. Ai lấy chị chốt cho em 100 kèm số điện thoại ạ. Màu xanh lá đậm nhá mọi người, màu xanh lá đậm chứ không phải màu đen đâu ạ. Thế qua mẫu luôn nhá, mọi người nhìn lại dáng này. Đấy, chốt đâu? Em chốt đi. À chị này mua rồi, chị Thanh lò rượu. Chốt nhá, 100k.
là giá sale rồi nhá chị nhá. Màu xanh cốm này, màu đỏ chết. Em ơi đây, đây rồi. Mày hơi bỏ bà. Hãy sửa luôn, sửa thanh lầu rượu đó. Hơi bỏ á. Váy đỏ ấy. Váy đỏ bỏ thì dơ thôi cũng được. Đây ơi. Đây mặc lại cái đấy à? Cái mặc rồi mà. Đây đây mặc cái đen đen này. Cái rêu pha dê đây mặc lại nhá. Nó cái này đã mặc bao nhiêu người hỏi lô giày. Chị ngại chia giày đó. Bởi vì nhiều khách không hiểu em đúng không? Tức là mình ôm lô về có những đôi xấu mình phải bỏ đi. Hoặc là đôi nào bị lỗi tất nhiên là mình sẽ, nhưng mà đôi nào vẫn bán được cho kiểu dáng nó xấu ngại mình phải bỏ nhá. Nhưng mà nhiều khách không hiểu ý. Lại cứ nghĩ là mình vứt vào cho khách ý, mệt lắm nên chị không muốn bán. Vải xanh đáp dê này mọi người. Ai mà bán xỉ là chỉ bán xỉ thôi. Ai mà bán được lẻ gì đó lẻ. Vải xanh đáp dê nhá, vải màu xanh xanh lá đó. Màu xanh lá đáp dê này. Đáp dê ở tay với cả ở chân vải nhá. Đáp ren ở tay với cả ở đuôi đuôi váy. Đáp ren tay với cả đuôi váy này. Váy nào nhỉ mày? Ren này. Giờ là len chị Vương Anh ơi, chị Vương Anh ơi, tối em quay ra sale nhá, ai vào xem nhá. 150 đó, 145. Váy này 145k, đáp ren rất là đẹp mọi người ạ. Đáp ren rất là đẹp nhá, 145.000. 145.000 này. Cái đuôi váy kiểu ren ren rất là xinh, kiểu ren ren tua rua ấy ạ, rất là xinh nhá. 145k, ai lấy chốt cho em 145 kèm số điện thoại. Chị Ngọc Jenny gộp này. Thì Hà quay lên đấy, từ mai cho Hà quay lên. Tôi ngồi đọc giá và mặc vào. Mặc vào mới bán được ý, dơ dơ các chị không biết được giá đâu. À không biết được dáng đâu. À cái đỏ này dơ đi, cái đỏ này rồi hơi bó mọi người ạ. Cái đỏ này chỉ tầm 48 cân, 49 cân đổ lại. Body thì ai cũng cần nhá, cho các chị xem chất ý. Quan trọng là tầm 50 cân đổ lại nhỉ. 120. 50 cân mà phải cao 1m6 nhá. 50 cân đổ lại này. 120k nhá, màu đỏ mận nhá. Màu đỏ mận nhá, body. Mọi người mặc kiểu váy body xong rồi khoác một cái áo khoác ở bên ngoài ạ, rất là đẹp. Váy body khoác bên ngoài nhá. Hoặc là mặc không cũng đẹp. Giá là 120.000 này. Màu đỏ mận nhá mọi người. Ai lấy chốt cho em 120 kèm số điện thoại. Cái gì đây? Cái này đẹp này bà này, mặc đi. Bó nhưng mặc đi. Cái này đằng sau. Cái này hơi xù. Hơi gì? Xù. Bị xù này. Xù quá. Nhưng mà cái này nhặt phát là ra. 120 kèm số điện thoại này mọi người ơi. Ai lấy màu đỏ này chốt cho em 120 kèm số điện thoại này. Cái này nó không phải là màu đỏ mặn nhá. Cái này giật ra đúng không? Hết luôn đây này. Chả bị sần nữa. Mặc bằng khác đi thôi. Đáp ren hết rồi mọi người ạ. Giơ lại cái đấy sale đi. Sale còn 130 cho ai lấy. Cái này em vừa mặc rồi nhá, em sale luôn còn 130k cho ai lấy này. Cái pha màu này sale luôn còn 130k cho ai lấy. Bà rút mấy qua lên kêu qua đi. Hàng mới hôm qua vừa bóc rồi đấy. Cho chị cái giao lan em ơi. Chị giao lan. Nốt vài cái nghỉ nhá các chị nhá. Qua vài cái khoan len nhá mọi người. Đây ạ, khoan len màu gì nhỉ? Gọi là màu gì nhỉ? Màu xanh xanh. Màu kiểu màu xanh xanh ý mọi người. Nhưng mà em lên là chị của mình à? Đây ạ, đây nhá, chất len này. Chất len quá đẹp. Con đàn nó sợ ma. Bao đỉ đỏ mận 100. Ok. Ít mà. Lúc nãy vừa chốt đáp ren cho chị nào đấy? Đáp ren cho chị Ngọc Jenny à? Ngọc Jenny mà. Chị Huyên Bui có đơn gì đấy chị? Chị Huyên Bui bảo là body đỏ mận 120 gộp đơn đáp ren 145. Chị ấy không đáp ren của Ngọc Jenny. Đáp ren 145 là của chị Ngọc Jenny chốt đầu tiên rồi ạ. Thì em cứ lấy cho chị cái đỏ đấy, không phải chị chọn cái khác nhiều mà. Thì chị còn lấy áo đỏ nữa không chị? Còn lấy váy đỏ nữa không? Em giữ đơn em gộp cho chị nhiều quá. Nhà em nhiều lên lắm, thế nên là chị cứ giữ đơn đi. Nhà em gộp cho chị. À, chị còn lấy lên đáp ren em chốt cho chị Ngọc Jenny trước rồi ạ. Đọc ok tên ok đúng không? Đúng rồi, tôi đọc chị ấy chốt đầu tiên. Tôi rồi nhớ mà.
Chị Huyên Mui còn lấy một cái váy đỏ không không? Bởi vì cái váy ren đấy em chốt cho chị khác rồi. Em giữ đơn cho chị gộp đơn nhiều mà, len. Đây ạ, à, cái áo khoác cao gần này. Xem chất rồi, dần dã man luôn. 180k áo khoác này nhá. Áo khoác 180 này. Anh lấy chốt cho em 180 kèm số điện thoại. Khoác này dưới 58 cân đổ lại nhá. Này. Ok chị Huyên Mui ạ. À. Chị Huyên Mui vẫn lấy váy body này. 120 đúng không? 120 à? 120. À cái áo khoác này có giá là 180.000 này. Dưới 58 cân đổ lại nhá mọi người. Chị Mỹ Dung khoác 180 này. Chị Mỹ bà rút khoác để mang vào cái chị Mỹ Dung này. Mỹ Dung có đơn rồi nhá, khoác 180. Ủa chị Mỹ Dung mua lên là mình cũng nhiều. Khoác có mũ nhá, khoác màu xanh tham có mũ rất là đẹp. Mi ơi, em chốt đống len kêu gửi trước cho chị qua đi. Nặng tay cực kỳ luôn mọi người ạ. Đống len cho trước cửa trong nhà. Ok đấy. Chị ok chị Huyên Mui ạ, em chốt cho chị để cái váy đỏ rồi nhá. Em chốt váy đỏ cho chị rồi nhá. Đây ạ. À, cái này có cài nhá. Đó. Cho ừ. Người cài cài kiểu cổ như này này. Đấy. 160. 170.000. 170.000 có mũ nhá. Cho mua lên giày nhá các chị nhá. 170 này. Đấy, tất cả hết luôn. 170 màu xanh than. Kiểu dáng rất là xinh, cài một cái. Hoặc là mọi người có thể mặc khoác không được. 170k nhá, màu xanh than như này ạ. Đây ạ. Nhìn nó bị lóa dơ gần chất thì mới thấy được cái màu. 160 này. Em cho chị Huyên Mui rồi nhá, chị Huyên Mui ơi. Cho chị rồi, chị không phải comment nữa đâu ạ. Chị ơi. Cho đi. Chị Nguyễn Hạnh dồn này. Nguyễn Hạnh dồn 170. 170 chị Nguyễn Hạnh này. Ôi cáo lên này mình bán nhầm giá rồi, 170. Điên rồi. Đại dày đúng không? Một cái màu mặc khoác lên người tôi mới biết đi mà một đúng không? Cái khoác đỏ quá xinh. 201. Khoác đỏ quá xinh nhá, có cài nhá, mọi người có cài. Chắc hoặc là mọi người có thể mà khoác như này cũng xinh này. 210.000 này. 210.000. Màu đỏ rất là đẹp nhá, màu đỏ ngoài đẹp hơn trong cam nhá. Đây mất đai mất rồi. 210. Xinh lắm luôn. 210k này. Mặc lên nổi cực kỳ. Tối nay chị em mình quẩy nhá. Dạ đang ơi có bóc giả ngoài không? 210 này. Ai lấy chốt 210 kèm số điện thoại cho bóc em này. Bóc giả ngoài ở ngoài kia vào coi. Ai lấy chốt cho em 210 kèm số điện thoại có quy cài như này này. Để lâu chị có thể mặc cài như này nhá. 210k cài như này này. Hả? Hoặc là để như này. 210.000. Cái bọc dưới là cái bọc nguy nhất. Bây giờ cái bóc 210.000 ai lấy chốt cho em 210 kèm số điện thoại này. Qua lên mẫu khác. Ngoài chốt rồi. Để vãi trưởng dày. Qua ghi này. Chân lên em. 170 160 160. Khoác cardigan ghi nhá, chất lên em. 165k. À, Phương ơi, Phương chốt đơn 2 áo dạ của chị 165k kia cho đi. 165k đây ạ, chất này. Gì ấy, chị đưa cho em 2 áo dạ. Chất lên em nhá, 165 này. 165 kèm số điện thoại cho em. Mọi người chốt 165 kèm số điện thoại cho em. Ở đằng sau kiểu ở đằng sau có kiểu này xinh xinh này. Một cái 380, một cái 390. 165 kèm số điện thoại nhá mọi người. 165 kèm số điện thoại. Thế là cái gì nhỉ? Đinh Thu Vân à? 165 kèm số điện thoại, có ai lấy mẫu này không ạ? Màu ghi rất là đẹp nhá. Đinh gì? 165k kèm số điện thoại. 165 kèm số điện thoại này. Ship 30.000. Chị đang bảo ship 20.000 được không? Thì em thử search em ship của chị có đắt không ạ? Chắc cho chị đem giá ship 30. 170 là cái gì đấy? 170 nghe thấy nó rồi. Bán cái váy đỏ mận đi đi. Dơ 130. Cái váy tua rua ấy. Này ạ? 130. Cái váy tua rua màu tím nhá. Tím. Cái tua rua màu tím này. Em sẽ xả luôn 130.000 nhá. Xả luôn 130.000. Thơm đấy. Chân len cực kỳ đẹp này. Chân len 130. Chân len co giãn kiểu mượt ấy. Rất là đẹp. 130k. 130 ở dưới tua rua nhá, mặc lên dáng rất là xinh. Tí mà mặc cái nốt này không nghỉ nhá. Ờ. Đau đầu quá. 130 kèm số điện thoại cho em ạ. 130 kèm số điện thoại này. 130 kèm số điện thoại. Màu tím cực kỳ xinh nhá, màu tím ở ngoài là màu tím không phải
Ở chậm cam nó hơi hồng hồng một tí, chứ ở ngoài nó là màu tím nhá mọi người. 130.000 nhá. 130 chất len kiểu mềm mềm, mướt mướt đấy ạ. Nhưng mà cực kỳ dày nhá, không phải mỏng đâu. Len thì toàn chất dày dặn thôi, 130.000 nhá. Ai lấy chốt 130 kèm số điện thoại. Chị Hiệp Trương vừa đặt cái gì à? Qua nốt mẫu này nhá mọi người, qua nốt cái mẫu dáng ngắn ngắn này nhá. À nhầm, dáng dài dài nhá. Mọi người ai thích dáng dài thì lấy mẫu này rất là đẹp này. Ai chị đặt trước, trước đấy chị đặt một cái khoác len thì hủy cho chị. Ai mà thích dáng dài thì lấy mẫu này. Đây ạ, cổ 3 phân nhá. Cổ 3 phân. Cổ 3 phân em mặc dài qua gối nhá. Đây ạ, mọi người mà thích kiểu dài dài ý, lấy mẫu này rất là xinh nhá. Màu này cũng rất là lạ. À, cái này nó còn kiểu lấp lạnh nữa ý. Kiểu hơi hơi nhu nhu một tí là đây, mọi người nhìn thấy không ạ? Nhu nhu một tí này. Rất là xinh. Bao nhiêu nhỉ? Nhiêu nhỉ? Lấp lánh nhá. Lấp lánh, lấp lánh. Cái váy đây á? Ừ. Đi mất đai đấy, nó có cái dây thắt đai bảo các chị nhá. À ừ. Cái đấy nó có dây, có cái thắt thắt đai nhưng mà kiểu bị mất dây thắt đai ấy. Sale luôn nhá, sale luôn 100.000. Mọi người mặc thành thẳng xuống nó đẹp không cần đai. Sale luôn 100k nhá. Mẫu này tầm dưới 58 cân đổ lại ạ. Tùy chiều cao đấy nhá. 58 cân đổ lại này. Co giãn. Co giãn bầu bầu cũng mặc vừa đấy ạ. Bởi vì co giãn lắm. 100k này. Chị quát 100k này hết này. Chị 3.000 của lại em chị. Bà giờ tiền bà từ xin 75 880 cũng được, 80. Bà cho chị quát. Quát này. Mất đai rồi. Bà quát về đi mua đai về mà thắt nhá. Thôi nghỉ đi. Đây sale nốt cái này đi. Cho em sale nốt cái này em đã mặc thử lên dáng cực kỳ xinh rồi nhá. 130k này, chất dày lắm ý. Sale nốt đã phải cất. Nặng tay chất dày ơi dày này. Ở đằng sau là nâu trơn nhá. Ở đằng trước là pha màu. 130.000 này. Ai lấy chốt cho em 130 kèm đang số điện thoại. Đang bị tai nạn đây này. Đáng mắt đi, rõ ràng là đằng trước dài hơn đằng sau đúng không? Dạ. Bây giờ khách nhận hàng bảo là bị lỗi. Nhưng cái mà đúng là sau dài hơn đúng không? Em thấy là mắt đằng trước thì cái đúng rồi, cái mắt nó lại ở phía cái mắt. Mắt nó may nhầm chứ không phải là bởi vì cái ảnh mẫu con mẫu đấy mặc nó cũng là cái đằng trước dài hơn đây, tôi đang tìm ảnh mẫu này. Lần trước tôi mặc cũng cái trước dài hơn đằng sau. Thì đằng nó là thế mà tôi mặc cũng thế. Cái mắt nó giật nhầm chứ không phải là. Đây ạ, cái này xả luôn 130 nhá, ai lấy không ạ? Từ đây chị đang đi tìm ảnh cái con mẫu mặc luôn. Ai lấy không ạ? 130 kèm số điện thoại này, mắc kiểu là thế không? Mọi người cứ tưởng là đằng người tưởng ngược. Mọi người cứ tưởng là bởi vì cái mắt nó may nhầm thôi chứ còn cái kiểu áo đúng rồi. Bà Lan Anh ơi, chụp ảnh bốt xong bốt cho em. Xong gửi hàng luôn đi. Ok, quá rồi. Tí nữa nha, tí nữa nha. Nhưng mà nhiều quá không? À chị Rani Đỗ lấy 130 nè. Chị Rani Đỗ 130 ok ạ. Ok ạ. Đây này, cái kiểu máy theo cũng là đằng đây này. Ờ. Đó. Dỡ lại chị xem nào. Đây em dỡ lại nhá. Cái này em cũng đã mặc thử rồi chị ạ. Rất là đẹp nhá. Lên dáng cực kỳ xinh. Em cũng đã mặc thử rồi đây ạ. Đây nhá. Cái này là dáng váy nhá. Đây ạ. Ở đằng sau là màu nâu trơn nhá. Màu nâu trơn. Màu ngoài đẹp hơn trong cao đấy chị ạ. Chất dày lắm. Chất dày lắm luôn. 130 nhá. Chị Rani Đỗ lấy thì ok cho em ạ. Chị Rani Đỗ lấy thì ok cho em này. Để em xin phép được nghỉ đây. Chị lấy thì chị ok lại cho em nhé. Sau nhé xin phép được nghỉ đây ạ. Tối nay thì sẽ live dạ nhé mọi người. Mọi người nhớ theo dõi live stream tối nay. Nhà em ok ok chị Rani Đỗ nhá. Mọi người ơi, bây giờ nhà em xin phép được nghỉ đây ạ. Mọi người inbox cho em xin thông tin địa chỉ để em ship hàng đi cho mọi người. Em ơi, để em chốt đơn ship hàng nhá. Nào, có mắt nó cắt cái mắt gì chị nhá. Cái mắt của máy nó máy nhầm. Để em chốt đơn. Đây này. Nhà mình làm may theo kiểu áo ship này. Hàng đi cho mọi người. Đằng sau nó ngắn hơn đằng trước đây. Cái kiểu nó thế mà đấy. Tối nay nhà em sẽ live dạ. Thế nên mọi người nhớ đón xem live stream của nhà em nhá. Bây giờ nhà em xin phép được nghỉ đấy ạ. Bye bye mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi live stream nhá. Bye bye.